cuộc hội ngộ quá vui, nên chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của Lượm. Tiếng bà Lệ Thủy âu yếm con trai khiến người khác phải ghen tị. Con trai của mẹ nay đã trưởng thành rồi, mẹ nhớ lắm, bữa nay không được đi nữa nhé. Gia Hào nhìn mẹ rồi trả lời. Nay con về đây để phát triển sự nghiệp, ba cho con vào công ty làm việc được không? Ông Soạn Khang nhìn con trai với ánh mắt đầy sự yêu thương. Tất nhiên rồi, công ty sau này là của con hết. Giờ con cứ theo ba vào công ty làm cho quen việc, sau này cho dễ. Dạ, con cảm ơn ba nhiều. Mà tình hình của anh Gia Huy dạo này thế nào ba mẹ? Vẫn vậy thôi con. Dạ, để lát nữa con lên xem anh ấy thế nào. Ánh mắt bà Lệ Thủy nhìn Gia Hào như muốn nhắc nhở. Con cứ lên nghỉ ngơi trước đã, ở chung một nhà qua thăm lúc nào chẳng được. Dạ, con biết rồi mẹ. Đến tối, thấy đèn phòng con trai đang sáng, bà Lệ Thủy đẩy cửa bước vào. Con chưa ngủ sao? Dạ, con chưa quen giờ ở Việt Nam nên hơi khó ngủ. Gia Hào này, đợt này con về đây làm, phải làm sao lấy lòng được ba con nhiều vào, tranh thủ khi thằng Gia Huy đang ngồi xe lăn mà thâu tóm hết. Bây giờ cơ hội chiến thắng của chúng ta rất lớn, chức chủ tịch công ty trước sau gì cũng về tay con. Con cũng hy vọng là vậy. Dạo này mẹ có cho anh ta uống thuốc như bữa hôm con nói nữa không? Không, bởi vì mụ ta đã biết nên lúc nào cũng đề phòng. Mẹ sợ mọi chuyện bại lộ. Ba con biết được thì công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết. Mẹ tính sao thì tính. Ba thì con không lo lắm, mà con chỉ lo anh ta thôi. Ở trong nhà này, ngoài ba có cổ phần nhiều, còn có bà nội nữa. Bà ấy rất yêu thương Gia Huy, nên sẽ nhường lại cổ phần lúc nào không hay. Con cứ yên tâm, thời thế thay đổi, mọi thứ là của chúng ta hết. Miễn sao ba con và mọi người trong công ty coi trọng con thì mọi chuyện ok hết. Còn bà ta bây giờ đang ở nước ngoài, nên nhân cơ hội này chúng ta thâu tóm hết. Dạ, con biết rồi mẹ. Giờ khuya rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Mà ngày mai có gia đình của Tâm Anh sang chơi, có gì mẹ đón tiếp chu đáo giùm con. Ai chưa gia đình của Tâm Anh thì con cứ yên tâm. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Quay trở lại với Lượm, cả ngày hôm qua Lượm không phải làm gì hết vì bố Tuyết ở trong phòng Gia Huy đến khuya mới về. Lượm cứ không hiểu là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho anh ta thay đổi tính tình như vậy. Vú ơi, cậu chủ như thế nào rồi? Vú trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng. Cậu ấy tâm trạng rất tồi tệ. Hôm nay tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Tôi mong cô khi nghe xong hãy đồng cảm giúp cậu ấy một chút, tránh nói những lời không hay sẽ khiến cho bệnh cậu ấy càng nặng thêm. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu chủ vậy Vú? Vú nhìn Lượm, hai mắt của Vú như muốn khóc. Tôi thấy cô là một người con gái tốt và có tâm nên tôi mới kể, chứ người khác chắc tôi chẳng bao giờ kể đâu. Dạ, Vú cứ kể đi, con đang nghe. Tôi làm ở đây ngót nghét cũng 30 năm rồi. Mẹ của cậu ấy cũng là một tiểu thư nhà giàu. Tôi theo hầu bà ấy từ khi còn tuổi đôi mươi. Đến khi mẹ của cậu ấy gặp được ba của cậu ấy là ông Soạn Khang bây giờ, và họ đã nên duyên vợ chồng và hạ sinh con trai đầu lòng là cậu chủ. Tôi vẫn không có ý định đi lấy chồng và muốn ở đây cùng với bà ấy nuôi dạy cậu Gia Huy. Đến năm cậu ấy lên 8 tuổi thì một biến cố xảy ra với gia đình họ. Trong một lần đi giải quyết công việc, mẹ của cậu Gia Huy đã bị tai nạn thảm khốc và ra đi mãi mãi. Cú sốc mất mẹ đã khiến cho tinh thần cậu ấy hoảng loạn trong một thời gian dài. Mãi đến sau này lớn lên, nỗi đau ấy qua đi, cậu ấy mới mở lòng và sống vui vẻ hơn một tí. Nghe Vũ Tuyết kể đến đâu, Lượm cảm thấy xót xa đến đó. Mỗi con người chúng ta sinh ra trên đời, ai cũng đều mang một nỗi bất hạnh, kể cả người giàu hay nghèo. Vậy cậu ấy bị sao mà phải ngồi xe lăn vậy Vũ? Vũ Tuyết đưa tay lên, lau vội mấy giọt nước mắt đang chuẩn bị chảy xuống bờ môi của mình. Cậu ấy cũng bị tai nạn xe ô tô trong một lần đua xe cùng đám bạn. May phúc lớn mạng lớn nên cậu ấy vẫn giữ được tính mạng của mình. Vì như thế mà cậu ấy nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai. Lâu dần trở thành một thứ bệnh vô hình giết chết tâm hồn của cậu ấy. Tôi thấy cô là người kiên trì ở lại bên cạnh cậu ấy lâu nhất, nên tôi rất hy vọng
cô có thể giúp cậu ấy tìm lại ánh sáng của đời mình. Con không biết phải giúp cậu ấy như thế nào. Căn bệnh này con nghĩ muốn thành công là phải nhờ vào ý chí tinh thần của cậu ấy nữa. Cô nói đúng, giờ chỉ có cách làm cho tinh thần cậu ấy phấn chấn, lạc quan yêu đời, may ra mới có hy vọng. Lượng suy nghĩ một hồi rồi cũng nói. Chúng ta đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo được không Vũ? Chứ suốt ngày ngồi trong căn phòng ấy thì người bình thường cũng phát điên, chứ huống chi là người bị bệnh. Việc này e là hơi khó. Có gì đâu mà khó hả Vũ? Chỉ là đưa cậu ấy đi ra ngoài dạo thôi mà. Ông bà chủ họ không cho phép đưa cậu chủ ra ngoài. Sao kỳ vậy? Họ làm cha làm mẹ nên họ phải biết cái gì tốt và cái gì không tốt đối với cậu ấy chứ. Vũ Tuyết lắc đầu. Cô mới đến nên chưa hiểu được. Nếu cô thuyết phục được cậu chủ đi ra ngoài dạo thì tôi sẽ có cách xin ông bà chủ. Dạ, việc đó cứ để cho con. Cả đêm nằm ngủ, Lượm cứ chằn trọc suy nghĩ mãi. Chỉ mong trời sáng để đi sang phòng của Gia Huy xem tình hình thế nào. Vừa mới bước chân ra phía cầu thang thì đụng mặt ngay với một người đi từ dưới lên. Dạ, dạ chào cậu. Người đó là Gia Hào. Anh ta đứng hình vài giây khi nhìn thấy Lượm. Cô là ai? Dạ, tôi tên là Lượm, người giúp việc cho cậu chủ Gia Huy. Vậy à, cô làm ở đây lâu chưa? Dạ, tôi cũng mới làm thôi cậu à. Lượm trả lời xong, nhanh chân bước đi. Gia Hào cứ ngây người đứng nhìn theo bóng lưng của Lượm. Cô ta đẹp thật. Mặc dù đi khá xa một đoạn, nhưng Lượm vẫn nghe rõ tiếng của Gia Hào ở đằng sau. Cô chẳng quan tâm. Điều cô quan tâm ngay lúc này là làm sao bước chân vô căn phòng của cậu Gia Huy một cách an toàn nhất. Cậu Gia Huy ơi, cậu dậy chưa? Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Lượm lại tiếp tục gọi tiếp. Cậu mở cửa cho tôi với, tôi đang đứng chờ ở ngoài cửa. Nghe tiếng động mạnh, Lượm thở phào nhẹ nhõm, từ từ đẩy cửa bước vào. Cô vào đây làm gì? Lượm giữ bình tĩnh, khuôn mặt tươi cười đáp lại lời của Gia Huy. Tôi thấy một buổi không được gặp cậu, tôi buồn lắm nè. Chẳng có ai nói chuyện, chán lắm luôn. Miệng thì nói, nhưng tay Lượm vẫn thu dọn mọi thứ ở trên giường. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Gia Huy đang nhìn về phía xa xăm ấy, Lượm lại tiếp tục lên tiếng. Tôi buông rèm lên cho sáng nhé. Vẫn không thấy cậu ấy nói gì, Lượm đi lại phía cửa sổ. Tôi buông thật nhé cậu, cho dù cuộc đời có đối xử tàn nhẫn với ta thế nào, thì ta cứ tận hưởng ánh sáng trời ban trước đi cậu. Cô thì biết gì mà nói về cuộc đời, bày đặt dạy khôn người khác. Cậu đánh giá tôi quá thấp rồi đó. Cuộc đời tôi còn chịu nhiều cay đắng, tủi nhục gấp mấy lần cậu ấy chứ. Nghe Lượm nói, Gia Huy quay mặt sang nhìn Lượm. Người như cô lấy gì đau buồn chứ? Sống hời hợt nông cạn, miệng lúc nào cũng cười toe toét. Lượm ngạc nhiên khi thấy anh ta nhận xét về mình như vậy. Cô nở một nụ cười chua chát. Cô cũng không muốn kể về cuộc đời đầy đau khổ của mình làm gì. Nhưng vì muốn kéo Gia Huy ra khỏi bóng tối, nên bắt buộc phải cho anh ta biết được. Trên đời này có người bất hạnh hơn anh ta nhiều. Cứ cười là không đau khổ sao? Nếu ai cũng đem nỗi buồn của mình ra cho người khác thấy, chắc thế giới này chẳng bao giờ có nổi một nụ cười. Ý cô đang nói về tôi? Tôi không nói về cậu, tôi đang nói chung chung vậy thôi. Vậy cuộc đời cô có gì bất hạnh? Nói tôi nghe xem. Như muốn trút hết nỗi lòng của mình, Lượm không hề suy nghĩ gì mà bắt đầu kể cho anh ta nghe. Cậu có biết vì sao tôi có tên là Lượm không? Không biết. Tên Lượm là do bố mẹ nuôi đặt cho tôi. Tôi bị mẹ đẻ của tôi đẻ ra, ném vào bụi cây khi đang còn nguyên dây rốn đó cậu. Mà tôi sống dai lắm. Kiến cắn tủm lum hết cả người mà tôi vẫn sống được. Lượm vừa nói vừa cười. Nước mắt của cô rơi xuống chảy đầy xuống miệng mặn chát. Lượm kể đến đây, cô cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, không thể tiếp tục câu chuyện của mình được nữa. Cô lại buông hết rèm lên cho sáng. Tôi cảm thấy mình cần một chút ánh sáng để sống. Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Gia Huy khiến cho Lượm ngỡ ngàng. Cô vội quên đi những đau buồn của mình, nhanh nhẹn đi lại, buông hết tất cả rèm cửa lên. Căn phòng giờ đây sáng sủa, không u ám đen tối giống như hồi trước nữa. Ngày mai tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo cho mát nhẹ nhé.
Ừ, mà chị sợ ba tôi không cho. Cậu đồng ý đi, thì ông bà làm sao mà ngăn cản được? Ừ, giờ cô đưa tôi xuống nhà để tôi nói chuyện với ba tôi. Cậu nói thật sao? Lượm mừng quá, định đi lại ôm lấy cậu ấy, nhưng ngại quá vội thu tay lại. Tôi xin lỗi cậu, vì tôi mừng quá ấy mà. Gia Huy dương đôi mắt của mình nhìn Lượm. Ánh mắt của anh bây giờ khác trước rất nhiều. Đó là ánh mắt đồng cảm với số phận của Lượm. Cậu ở đây một lát, để tôi đi gọi Vũ Tuyết. Sau khi nghe Lượm thông báo kết quả, Vũ Tuyết mừng muốn rơi nước mắt. Cô giỏi lắm. Giờ chúng ta đi lại đưa cậu ấy xuống gặp ông bà chủ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy muốn rời khỏi căn phòng sau 30 năm bị tai nạn đó. Thật vậy á Vũ, tội nghiệp cậu ấy quá. Ừ. Vợ chồng bà Lệ Thủy cùng với Gia Hào đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách thì tiếng Gia Huy phát ra từ phía sau khiến họ giật mình, làm rơi miếng trái cây trên tay. Con chào ba. Chào gì? Sao em Gia Hào về lúc nào mà không thấy qua thăm anh? Gia Huy sao? Sao con lại xuống đây? Gia Huy cười vì sự ngạc nhiên của họ. Chắc mọi người bất ngờ lắm phải không? Con nghĩ đã đến lúc con phải đi tìm ánh sáng cho cuộc đời mình. Không thể nhốt bản thân mãi trong căn phòng ấy được. Với khuôn mặt giả tạo của mình, Gia Hào đi lại bên cạnh, nói lời an ủi anh trai của mình. Anh suy nghĩ như vậy là rất đúng. Đi ra ngoài hít thở không khí, cho cuộc sống yêu đời hơn. Em mới về mà công việc nhiều quá nên chưa sang phòng thăm anh được. Gia Huy thấy chán ghét cái thái độ giả tạo ấy của Gia Hào. Ở chung một nhà mà không có thời gian sang thăm anh trai thì cũng vô lý thật. Nhưng anh chẳng bao giờ mong chờ điều ấy, bởi vì từ nhỏ tới lớn, anh và Gia Hào chưa bao giờ là anh em tốt của nhau. Kể cả ông Dọn Khang cũng vậy. Mọi tình thương ông đổ dồn cho Gia Hào và sự lãng quên sự có mặt của anh trong căn nhà này. Họ chỉ chăm chăm vào khối tài sản mà ông bà ngoại của anh để lại mà thôi. Gia Huy biết điều đó, nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm đến. Từ ngày mai trở đi, con muốn đi ra ngoài dạo cho thoáng. Bà Lệ Thủy đứng không vững khi nghe Gia Huy nói như vậy. Con không được phép ra ngoài. Thể trạng của con rất yếu, đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Lượm nói xen vào. Không sao đâu bà chủ, có con chăm sóc cho cậu ấy nên mọi người yên tâm. Ông Doãn Khang tỏ vẻ không đồng ý. Ba cũng không đồng ý cho con ra ngoài. Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Không sao, con thấy người dạo này rất khỏe nên con muốn ra ngoài. Việc gia đình họ cấm cản Gia Huy ra ngoài cũng có lý do cả. Dạo trước khi đang còn uống thuốc của bà Lệ Thủy đưa mỗi ngày, cả người Gia Huy gầy tong teo, thường xuyên lên cơn sốt và ngất xỉu. May còn có Vũ Tuyết nhận ra tác hại của thuốc nên đã thuyết phục ông Dạ Khang bỏ số thuốc ấy đi, nên Gia Huy mới dần lấy lại được thể trạng bình thường như bây giờ. Vũ Tuyết nhìn sắc mặt của hai người họ không được vui cho lắm, nhưng vẫn lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình. Tôi thấy cậu chủ thích ra ngoài, đó là một điều tốt, chứng tỏ tinh thần của cậu ấy phấn chấn lên rất nhiều. Ông bà chủ cứ cho phép cậu ấy, có tôi và cô Lượm ở bên cạnh nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Ông Doãn Khang nhìn Vũ Tuyết rồi cũng gật đầu. Nếu Vũ đã nói vậy thì tôi yên tâm được phần nào. Cứ làm sao chăm sóc cho cậu chủ tốt lên mỗi ngày là được. Mặc dù không dành tình yêu thương vô bờ bến cho con trai, nhưng khi nhìn thấy Gia Huy ngồi một chỗ, ông Doãn Khang cũng có chút đau lòng. Nay thấy anh thay đổi, ông cũng bất ngờ và vui trong lòng. Vậy từ nay, con cứ đi ra ngoài cho thoải mái. Bà sẽ cho bác sĩ về nhà làm vật lý trị liệu cho con. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông Doãn Khang biết quan tâm đến con trai. Dạ, con cảm ơn ba rất nhiều. Không có gì, chỉ cần con mạnh khỏe là ba vui và hạnh phúc lắm rồi. Trái với thái độ vui mừng của ông Doãn Khang, đó là sự khó chịu trong lòng của bà Lệ Thủy. Bà ta nhìn Lượm với con mắt không mấy thiện cảm. Cứ ngỡ Lượm vào đây làm sẽ được vài bữa bỏ đi. Ai dè lại là người giúp cho Gia Huy lấy lại tinh thần sau bao năm chôn vùi trong bóng tối như vậy. Qua ngày hôm sau, Lượm hớn hở dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Mấy người giúp việc trong nhà nhìn Lượm đầy vẻ khâm phục. Họ không nghĩ là Lượm lại làm được việc phi thường như vậy. Chúc mừng Lượm nha, chắc kỳ này Lượm được thưởng nhiều. Lượm nở một nụ cười hạnh phúc.
Mấy chị lại trêu em, giúp được cậu chủ cái gì thì em cố gắng thôi. Thấy cậu ấy suốt ngày thui thủi trong phòng, tội nghiệp cậu ấy. Vậy chúng tôi mới nói Lượm là người đặc biệt. Cậu ấy tính tình khó chịu, chắc chỉ có cô mới giúp được cậu ấy thôi. Em cũng giống như các chị, đi làm thuê làm mướn, có gì đâu mà đặc biệt. Nói chuyện một lúc, Lượm thấy đã đến giờ nên xin phép mọi người đi về phòng của Gia Huy. Ở trong phòng, Gia Huy cũng đã dậy từ rất lâu. Anh hồi hộp để được đi ra ngoài. Cậu chủ ơi, chúng ta đi nhé. Hôm nay thời tiết rất ủng hộ chúng ta, không mưa mà cũng không nắng. Mặc cho Lượm cứ luyên thuyên, nhưng Gia Huy không trả lời lại. Chuyến đi dạo hôm nay gồm có Lượm, Gia Huy và Vũ Tuyết. Ngoài ra còn có anh tài xế đi theo để phụ bế Gia Huy lên xuống. Điểm đến đó là công viên. Mới đầu nhìn thấy mấy người bọn họ, nhưng con mắt hiếu kỳ cứ nhìn chăm chăm, khiến cho Gia Huy bực bội đòi bỏ về mấy lần. Cậu chủ cứ mặc kệ họ đi, họ có mắt thì họ nhìn thôi. Mình đi dạo chứ có làm gì đâu mà xấu hổ. Nghe lời Lượm, Gia Huy đã bình tĩnh trở lại. Anh ngồi trên xe để cho Lượm đẩy đi quanh công viên. Còn Vũ Tuyết, vì tuổi cao sức yếu, Vũ đi được một đoạn đau chân nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Cô Lượm đưa cậu chủ đi dạo nhé, tôi đau chân quá. Dạ, Vũ cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Lượm cảm thấy rất vui khi làm được một việc ý nghĩa. Cái miệng lúc nào cũng nói như chim hót. Đôi lúc nghe cô nói, Gia Huy rất mắc cười, nhưng vì sự tôn nghiêm của bản thân nên phải kìm nén. Cậu chủ ăn kem không? Lượm dừng lại chỉ tay về phía người bán kem. Mới sáng sớm ăn kem gì chứ? Kệ, tôi rất thích ăn kem. Tôi mua cho cậu một cây nhé. Nói xong, Lượm chạy lại chỗ người bán kem, mua hai cây, lại chia ra trước mặt của Gia Huy. Cậu ăn đi, kem này ngon lắm đó. Tôi không ăn, kem này nhìn mất vệ sinh lắm, ăn vào có chừng đau bụng. Cậu cứ hay lo, người ta ăn đầy có sao đâu. Lượm đưa cây kem lên miệng cắn một miếng ngon lành. Lúc này nhìn Lượm, Gia Huy như bị thôi miên bởi vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương của cô. Tại sao lúc nào cô cũng vui như vậy? Không vui, chả nhẽ lại khóc hả cậu? Cuộc đời không dành cho sự ưu ái cho ta, thì bắt buộc ta phải tự yêu lấy bản thân mình thôi. Gia Huy như ngộ ra điều nhiều khi tiếp xúc mỗi ngày với Lượm. Hồi trước chưa gặp Lượm, anh lúc nào cũng cau có khó chịu, cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng màu đen. Nhưng nay ở bên Lượm, tự nhiên trong lòng thoải mái hẳn lên. Tôi thấy cô ăn kem ngon quá trời. Kem có gì ngon chứ? Lượm vẫn vô tư đưa cây kem lên cắn liên tục. Kem là món tuổi thơ của những đứa nhà nghèo như tôi đó cậu. Ngày xưa ở quê, cứ mỗi lần thấy chỗ bán kem đi qua là đám con nít trong làng xúm lại. Đứa nào cũng phải xin ba mẹ mua được một cây kem để ăn cho sướng cái miệng. Thời đó nghèo mà vui, ăn cái gì cũng thấy ngon quá trời. Nhắc đến tuổi thơ, Gia Huy bỗng rưng rưng nước mắt. Nỗi đau mất mẹ, mất ông bà ngoại vẫn luôn in hằn trong tâm trí. Lại gặp cảnh mẹ ghẻ con chồng khiến cho tuổi thơ của anh là một chuỗi bất hạnh, là nỗi ám ảnh đến tận bây giờ. Sao cậu cứ nhìn tôi ăn thế? Cậu thử ăn một miếng đi, ngon lắm. Lượm đưa cây kem dí sát vào miệng của Gia Huy. Anh không thể nào từ chối, liền há miệng ra cắn một miếng. Đã bao lâu rồi anh không được ăn kem, cái vị ngọt mát lạnh lan tỏa khắp cơ miệng. Tự nhiên hôm nay anh thấy cây kem này có một vị ngon đến lạ. Kem ngon không cậu? Gia Huy gật đầu. Ừ ngon. Lượm vui vẻ đưa cây kem cho Gia Huy cầm. Vậy cậu ăn hết đi nhé. Lát nữa tôi mua thêm một cây nữa cho Vũ Tuyết ăn. Kết thúc buổi đi dạo, cũng gần đến buổi trưa, Vũ Tuyết sợ Gia Huy mệt nên cứ rục về. Thôi, chúng ta về nhé cậu chủ, ngày mai lại ra chơi tiếp. Dạ. Về phần bà Lệ Thủy, bà ta cảm thấy bất an trong lòng khi nhìn Gia Huy thay đổi từng ngày. Bà đem chuyện này nói với con trai mình. Gia Hào nè, mẹ thấy lo quá trời. Thằng Gia Huy bây giờ thấy nó vui vẻ trở lại, mẹ sợ nó sẽ khỏe lại và đi được thì chúng ta phải làm sao? Mẹ đừng lo quá, anh ta ngồi xe lăn 3 năm trời, bác sĩ cũng bó tay thì cơ hội anh ta hồi phục là rất ít. Ai biết được, nó vui vẻ trở lại
khi đó dễ phục hồi hơn thì sao? Mà mọi chuyện đều do con lượm đáng ghét đó làm ra. Hồi đầu mới vào làm, mẹ cứ nghĩ được vài ngày nó sẽ chạy mất dép. Ai dè nó kiên trì đeo bám đến giờ. Nhắc đến lượm, Gia Hào cảm thấy rất tò mò. Ấn tượng của anh ta đối với lượm rất tốt. Đàn bà đi qua, cuộc đời anh ta rất là nhiều. Nhưng sau lần đầu tiên gặp lượm, Gia Hào cảm thấy cô rất khác. Ai giới thiệu cho mẹ con lượm đó vậy? Nhìn nó cũng đẹp gái, thông minh chứ nhỉ? Bà Lệ Thủy lườm con trai một cái. Con đừng có mà mê gái đẹp, quên sự nghiệp đó nha. Có người quen giới thiệu ở quê, nên mẹ mới biết, chưa cả đời có bao giờ gặp nó đâu. Con mà đi mê cái đứa nhà quê như nó làm gì? Ừ, mẹ chỉ dặn vậy thôi. Giờ con đi ngủ, mai mà làm việc nhé. Dạ, mẹ ngủ ngon. Một thời gian sau. Cậu chủ ơi, giỏi lắm. Cố gắng lên tí nữa nào. Tôi tin cậu sẽ làm được. Tiếng cách lượm vang lên reo hò cổ vũ khi nhìn Gia Huy đang cố gắng đứng dậy tập đi. Dạo này có sự giúp sức của lượm và của việc vật lý trị liệu thường xuyên, nên Gia Huy có sự thay đổi rất rõ rệt. Lượm ơi, tôi đau quá. Tôi không tập nữa đâu. Chúng ta đi về nhé. Khuôn mặt Gia Huy đau đớn, mồ hôi nhễ nhại khiến cho anh không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng vì không muốn làm cho lượm buồn nên anh đã rất cố gắng. Cậu chủ phải cố gắng lên, có công mài sắt, có ngày nên kim. Nghe tiếng cổ vũ của lượm bên tai, Gia Huy như có thêm sức mạnh. Anh lấy tay bám chặt vào thành xe lăn để lấy lực đứng dậy. Nhưng càng cố gắng chân anh càng đau nhói. Cuối cùng, cả người và xe lăn ngã nhào ra dưới đất. Lượm sợ hãi, nhanh tay đỡ cậu chủ của mình dậy. Cậu ơi, cậu có sao không? Có đau chỗ nào không? Nhìn lượm hốt hoảng lo cho mình, Gia Huy cảm thấy rất ấm lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ vào má lượm, rồi nhìn cô đắm đuối. Cái cảm giác mặt chạm mặt với nhau khiến cho lượm đỏ hết mặt mũi. Mặc dù cô đã từng có một đời chồng, nhưng sao cái cảm giác này nó lạ lắm. Lồng ngực cứ đập liên hồi. Cậu không đau nữa sao? Có. Vậy để tôi đỡ cậu dậy. Hôm nay tôi không bắt cậu tập đi nữa đâu. Nhìn hai má lượm ửng hồng, Gia Huy cảm thấy rất thích thú. Lượm đẹp lắm. Cậu tự nhiên nói cái gì mà kỳ quá luôn. Tôi nói là lượm đẹp và rất đẹp nữa. Lượm bối rối. Cậu mà nói nhảm nữa là tôi bỏ cậu ở đây luôn. Chợt có điện thoại. Lượm đỡ Gia Huy ngồi dậy rồi thò tay vào túi móc điện thoại ra. Cậu ơi, tôi có điện thoại. Cậu ngồi đây tôi nghe điện thoại chút nhé. Ừ, cô cứ nghe đi. Lượm đi lại một góc ấn máy nghe. Alo, con nghe nè bác Mai. Lượm phải không cháu? Cô Hoa của cháu bị tai nạn vừa mới mất xong. Cháu thu xếp đi về quê một chuyến nhé. Lượm nghe xong như muốn ngã quỵ xuống đất. Tại sao lại xảy ra chuyện động trời như thế được? Cô Hoa đang còn trẻ. Mấy ngày trước Lượm còn gửi tiền về cho. Vậy mà giờ cô lại ra đi đột ngột như thế. Lượm không thể nào kiềm lòng nổi nên đã khóc òa lên. Gia Huy thấy Lượm khóc, anh hốt hoảng hỏi dồn dập. Có chuyện gì vậy Lượm? Sao cô lại khóc như vậy? Lượm vừa nói vừa khóc. Cô của tôi mất rồi cậu ơi. Tại sao lại như vậy được chứ? Tôi định Tết này về quê thăm cô, giờ thì còn đâu nữa? Gia Huy hiểu được nỗi đau mất người thân của Lượm nên ra sức an ủi. Cô đừng đau buồn quá. Số cô ấy đến đó đã hết. Giờ cô sắp xếp mọi thứ về quê một chuyến xem sao nhé. Lượm gật đầu đáp lời lại Gia Huy. Được sự đồng ý của vợ chồng bà Lệ Thủy, Lượm đi chuyến bay sớm nhất để về quê. Trước khi đi, Gia Huy cầm tay Lượm dặn dò đủ kiểu. Cô về giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ xong việc là vào với tôi. Đừng bỏ tôi ở đây một mình nhé Lượm. Dạ, cậu cứ yên tâm. Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe. Tôi về ít ngày rồi tôi lại vào. Một tuần trôi qua mà bóng dáng Lượm vẫn chưa thấy đâu. Gia Huy buồn bã, không thiết tha gì ăn uống. Điện thoại của Lượm lúc nào cũng trong tình trạng thuê bao. Gia Huy cảm thấy rất ân hận bản thân. Nếu anh có thể đi lại, sẽ không bao giờ để cho Lượm về một mình như thế. Cậu chủ đang nhớ tới Lượm sao? Nghe tiếng vui tuyết từ đằng sau, Gia Huy quay người lại nhìn. Dạ, đâu có. Cậu không phải giấu tôi. Đến cả tôi còn nhớ cô ấy nữa, huống chi là cậu.
Bữa đi cô ấy bảo về một tuần, mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Điện thoại thì thuê bao, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Nghe Vũ Tuyết nói, Gia Huy cảm thấy rất sợ. Bao ngày qua, sự có mặt của Lượm như một thói quen. Nếu Lượm thật sự không quay trở lại, chắc Gia Huy sẽ không sống được. Vũ ơi, hay cô ta không vào đây làm nữa? Chắc không phải vậy đâu. Cô ấy là người rất biết giữ lời. Chắc về quê nhiều việc nên chưa thể vào ngay được đó cậu. Dạ, tôi cũng hy vọng là vậy. Vũ Tuyết cảm thấy rất lo khi Lượm chưa trở vào làm lại. Vũ biết cậu chủ của mình đã dành tình cảm cho cô gái giúp việc mang tên là Lượm ấy. Vũ điện thoại bao nhiêu cuộc nhưng đáp lại là thuê bao. Vũ tính chờ thêm ít ngày nữa mà Lượm không vào là Vũ sẽ về quê tìm Lượm. Chợt ở ngoài có tiếng chuông cửa. Gia Huy quay sang nói với Vũ. Vũ ơi, hình như là Lượm vào thì phải. Vũ đi ra mở cửa xem. Vũ nghe lời lật đật chạy ra, nhưng lại không phải mà chỉ là khách của ông bà chủ. Có phải là Lượm không Vũ? Dạ, không phải đâu cậu. Khuôn mặt buồn bã của Gia Huy hiện rõ. Để ít bữa nữa tôi về quê tìm cô ấy xem sao. Vũ đừng đi, nếu cô ta muốn vào thì đã vào rồi, chúng ta đi tìm cũng vô ích. Ở quê nhà, Lượm lo hậu sự cho cô Hoa xong là vội vàng xếp hành lý để vào làm lại. Cô sợ ở trong đó Vũ Tuyết và Gia Huy sẽ mong. Đang đứng chờ xe ở đường lớn thì ở đâu tới có hai người đàn ông đi chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy đâm thẳng vào người Lượm. Lượm ngã xuống đường bất tỉnh nhân sự, không biết gì hết. Đến khi tỉnh dậy, Lượm thấy cả người mình băng bó khắp nơi. Định thần lại mới nhớ là mình bị tai nạn và được người dân ở đó đưa vào viện cấp cứu. Giống như có ai đỡ cho một mạng, Lượm chỉ bị gãy chân, còn đầu cổ vẫn an toàn, không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Lượm thở phào nhẹ nhõm, chắp hai tay cảm tạ trời Phật. Có mỗi một chiếc điện thoại để liên lạc cũng bị bể rồi. Khổ cho Lượm là không nhớ số của Vũ Tuyết và Gia Huy để gọi mà báo tin. Chết rồi, giờ mình bị thế này phải một tháng mới lành lại được. Ở trong đó hai người họ chắc chắn sẽ nghĩ là mình không vào làm nữa cho mà coi. Càng nghĩ thì Lượm càng thấy rối. Cô không hiểu sao hai người đàn ông kia đường rộng thanh thang không đi, vậy mà còn rẽ sang đâm vào người cô. Để giờ cô phải nằm một chỗ ở đây khổ sở. Khoảng tầm một tháng sau, Lượm đã có thể đi lại được. Cô sốt ruột đi ra, đặt xe để chuẩn bị vào Sài Gòn. Ngồi trên xe mà cô cứ lo mình vào sẽ bị đuổi việc. Đến nơi, cô đưa tay lên ấn chuông. Một chị giúp việc ở trong nhà chạy ra mở cửa. Ôi trời, cô Lượm, cô chưa nghỉ việc sao? Mấy hôm nay ông bà chủ đang ra sức tìm người giúp việc mới. Vậy hả chị, em xảy ra chút chuyện nên giờ mới vào lại được. Thôi, cô vào nhà đi. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Lượm hai chân khập khiễng đi vào. Bà Lệ Thủy thấy Lượm thì vô cùng ngạc nhiên. Lượm, cháu vào làm lại sao? Tự nhiên nghỉ cả tháng trời không báo tin cho mọi người biết vậy. Lượm ngại ngùng đáp lại lời. Dạ, con bị tai nạn nên phải nằm viện, mà khổ nỗi điện thoại bị mất nên không có số mà liên lạc. Vậy thì cháu thông cảm cho gia đình chúng ta. Mấy bữa tưởng cháu nghỉ luôn nên ta đã tìm được người giúp việc mới rồi. Lượm buồn bã trả lời lý nhí trong cổ. Vậy hả bà? Con... Lượm chưa nói dứt lời thì Gia Huy cùng với Vũ Tuyết đi xuống. Dì cứ để cô ấy ở lại làm việc, con sẽ không chịu bất cứ người nào khác ngoài Lượm đâu. Nhưng mà dì đã hẹn người ta hôm nay đến nhận việc rồi. Dì báo lại với họ và bồi thường cho họ ít tiền là được. Gia Huy nói xong, quay sang nhìn Lượm. Cô nhanh đi lên lầu cất đồ đạc chuẩn bị làm việc. Cả tháng nay nghỉ việc không lý do, tôi sẽ bảo ba tôi trừ hết tiền lương của cô. Lượm nghe anh ta nói như vậy, chẳng thấy buồn chút nào, mà ngược lại còn cảm thấy vui. Dù sao đi nữa, cô vẫn còn có chút quan trọng trong lòng của anh ta. Cậu cho tôi ở lại làm việc sao? Sao cô nói nhiều thế? Theo tôi đi lên lầu. Dạ, thưa cậu. Lên đến phòng, Lượm ra thức thanh minh. Cậu chủ, không phải là tôi nghỉ việc không lý do đâu, mà do cái hôm tôi định bắt xe đi, thì ở đâu tới có chiếc xe đi lại, đâm thẳng vào người. Kết quả là tôi phải nằm viện gần một tháng trời. Điện thoại cũng không có mà gọi vào báo tin cho cậu. Chân có đau nữa không? Đi đứng phải cẩn thận chứ. Lượm mừng rỡ kéo quần lên khoe. Cậu xem nè, không còn sưng nữa. May mà tôi ăn ở hiền lành,
nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn Lượm, Gia Huy cảm thấy rất thương. Từ nay trở đi, tôi sẽ cho người đi cùng với cô. Lượm xua tay. Không cần đâu cậu chủ, chỉ là bữa đó do xui xẻo thôi. Xui xẻo cái gì? May mà chưa què chân giống tôi thì hết đi luôn, chứ ở đó mà nói. Lượm đưa cái mặt ra cười hi hi. Cuộc nói chuyện kết thúc khi có sự có mặt của Vú Tuyết. Vú hỏi chuyện Lượm bị tai nạn, song bỗng cơ mặt Vú bắt đầu co rúm lại. Là người từng trải nên Vú biết đây không đơn thuần là một vụ tai nạn bình thường. Từ nay trở đi cô phải cẩn thận hơn nữa nhé. Dạ con biết rồi Vú. Việc Lượm quay lại làm việc khiến cho bà Lệ Thủy không được vui cho lắm. Bà ta tính tách Lượm ra khỏi Gia Huy mà không được. Một thời gian sau, Lượm, tôi muốn cưới cô làm vợ. Ly nước trên tay Lượm rơi xuống nhà bể tung tóe khi nghe Gia Huy nói vậy. Cậu nói cái gì? Tôi nói là muốn cưới Lượm làm vợ. Lượm phá lên cười sặc sụa. Cậu nói chuyện y như con nít vậy đó. Tôi người lớn đâu phải con nít. Tôi thích Lượm, tôi muốn ở bên cạnh Lượm suốt đời. Nhìn Gia Huy nghiêm túc trong từng lời nói, Lượm quay lại nhìn thêm một lần nữa. Cậu đừng đùa khéo kiểu đó, không vui chút nào hết. Tôi không đùa, tôi đang nói thật lòng. Lượm đồng ý lấy tôi nhé. Lần này Lượm bối rối thật sự. Tôi và cậu làm sao lấy nhau được? Cậu là cậu, tôi là tôi, hai người chúng ta hai thế giới riêng biệt. Khuôn mặt Gia Huy buồn bã. Cô chê tôi quẻ quặt, không xứng đáng làm chồng của cô phải không? Trời đất, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu như vậy luôn. Tại vì tôi thấy mình không xứng với cậu. Tại sao lại không xứng? Tôi cũng đâu tốt đẹp gì. Tôi đã từng có một đời chồng. Chuyện đó quan trọng hơn việc làm vợ của tôi sao? Cả căn phòng bây giờ tràn ngập mùi ngôn tình. Ánh mắt của Gia Huy nhìn Lượm đắm đuối. Trong thời gian qua ở bên cạnh nhau, hai người mặc dù chưa bao giờ thể hiện tình cảm với nhau, nhưng trong tim của họ đã dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Vậy cậu không chê một đứa nghèo hèn đi làm giúp việc như tôi sao? Không chê, ngược lại còn thích nhiều hơn nữa. Lượm thẹn thùng, hai má ửng hồng nhìn rất dễ thương. Gia Huy cố gắng đi lại chỗ Lượm, cầm lấy tay Lượm kéo người cô xuống sát người mình. Hãy đồng ý làm vợ tôi nhé, tôi yêu em. Nói xong, anh đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Lượm như bị thôi miên. Cô không hề phản ứng lại mà để cho cái lưỡi của anh càn quét trong khoang miệng của mình. Em đồng ý làm vợ của cậu. Câu nói được phát ra từ tận đáy lòng của Lượm khiến cho cả người Gia Huy sướng dâng lên. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi vị hạnh phúc. Anh đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Giọt nước mắt của tình yêu anh dành cho người con gái của cuộc đời mình. Sao cậu lại khóc? Tôi vui và hạnh phúc quá Lượm à. Em chính là ánh sáng của cuộc đời tôi. Kể từ lần đó trở đi, Lượm chính thức làm người yêu của Gia Huy. Hai người quyết định đi gặp vợ chồng bà Lệ Thủy để nói chuyện. Ba, dì, hôm nay con có chuyện muốn nói. Nhìn con trai dạo này có da có thịt, khuôn mặt rạng người hạnh phúc. Ông Doãn Khang cảm thấy rất yên lòng. Ông đưa ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn Gia Huy. Có chuyện gì con cứ nói. Dạ, con muốn kết hôn. Con kết hôn? Ba nghe có nhầm không? Dạ, ba không nghe nhầm đâu ạ. Bà Lệ Thủy đứng bên cạnh, mắt chữ O, mồm chữ A. Con muốn kết hôn? Dì nghe lạ quá. Mà con muốn lấy ai? Dạ, con muốn kết hôn với Lượm. Ông Doãn Khang như người trên trời rơi xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Chuyện này không phải chuyện đùa. Con trước khi nói gì, phải suy nghĩ cho kỹ. Dạ, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi ba. Nghĩ sao? Mà con đi lấy một người giúp việc làm vợ. Đường đường con cũng là một cậu chủ của tập đoàn lớn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng. Giúp việc thì sao? Cô ấy cũng là người như chúng ta thôi. Con yêu cô ấy, mong ba đồng ý cho con hôn sự này của con. Ông Doãn Khang giận dữ, lấy tay đập mạnh vào bàn. Bà không đồng ý. Dì cũng không đồng ý. Lượm cảm thấy mình bị tổn thương. Cô không dám nói gì cả, chỉ nhìn Gia Huy. Anh hiểu cảm giác của Lượm lúc này, nên cầm tay cô kiên định trả lời lại. Hai người không đồng ý
đó là chuyện của hai người. Con vẫn sẽ kết hôn với Lượm. Từ nhỏ tới lớn, bà đã bao giờ thương con chưa? Bà chỉ thương mỗi mình Gia Hào. Con bị như vậy, chẳng ai quan tâm đến. Chỉ có Lượm là người quan tâm, chăm sóc cho con mỗi ngày. Bà thử nhìn lại mình xem, đã xứng đáng là một người ba chưa? Lần này, đúng là máu dồn lên tới não. Ông Doãn Khang cứng họng, không nói được gì. Bà Lệ Thủy bỗng thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Sao con lại nói vậy? Chỉ là dì và ba con đang đưa ra ý kiến của mình như vậy thôi. Nếu con muốn kết hôn, ngày mai dì sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hai đứa. Gia Huy thừa biết bà ta muốn gì ở đây. Anh lạnh lùng nhìn rồi đáp lại lời của bà ấy. Dạ, nếu vậy thì chúng con phiền dì một chút. Con không thích rườm rà, chỉ thích một buổi lễ kết hôn đơn giản là được. Ừ, được, được, con cứ yên tâm. Lượm hơi khó hiểu vì thái độ của bà Lệ Thủy. Này, cậu, sao bà chủ lại thay đổi nhanh chóng vậy nhỉ? Gia Huy cười. Bà ta ở trong căn nhà này chỉ vì tiền mà thôi. Vì thế em cũng phải cẩn thận. Có thể em sẽ trở thành mục tiêu để bà ta tấn công đó. Nghe Gia Huy nói mà Lượm dùng hết cả mình. Cô không ngờ một người nhìn hiền lành, xinh đẹp như bà ấy lại có tâm địa độc ác đến vậy. Nghe tin Lượm chuẩn bị kết hôn với cậu chủ của mình, ai cũng ngạc nhiên, không nói nên lời. Có người còn ác ý nói Lượm tham tiền đi kết hôn với một người què quặt, ngồi xe lăn. Lượm nghe nhưng cô chẳng buồn, bởi vì miệng thiên hạ, họ muốn nói gì thì nói. Hôn lễ của cô và Gia Huy được tổ chức ở một nhà hàng bình thường trong thành phố, khách khứa chỉ có vài người. Vợ chồng bà Lệ Thủy đến một lúc họ cũng nhanh chóng ra về. Gia Huy biết Lượm thiệt thòi nên ra sức an ủi. Em đừng buồn nhé, chúng ta không cần ai hết, miễn là hai vợ chồng mình yêu thương, dành tình cảm cho nhau là được. Lượm rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đã từng kết hôn, đã từng khoác lên mình chiếc áo cô dâu, nhưng cô chưa từng cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được niềm hạnh phúc. Nhưng hôm nay thì lại khác. Mặc dù người chồng của cô không thể đi lại, không thể đứng dậy làm lễ cùng cô, nhưng trong tim cô xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ. Cô muốn cả cuộc đời này ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Em cảm ơn cậu vì đã yêu thương và dành tình cảm cho em. Hai người trao cho nhau một nụ hôn hạnh phúc. Ở phía dưới, Vũ Tuyết tay lau nước mắt liên tục. Vũ thấy hạnh phúc thay cho hai người bọn họ. Hôn lễ kết thúc, Lượm đã chính thức trở thành con dâu của một gia đình giàu có. Bây giờ là thân phận của vợ cậu chủ. Mọi người gặp cô, ai cũng cúi đầu chào. Đêm tân hôn đầu tiên của cô và Gia Huy không có gì đặc biệt. Cô biết mình lấy anh sẽ rất thiệt thòi về chuyện giường chiếu. Nhưng điều đó không phải là điều quan trọng. Em vào thay đồ đi. Đêm tân hôn, ai lại mặc đồ bộ kín mít như vậy? Lượm ngại ngùng nhìn chồng của mình. Cậu hay thật đấy. Mặc đồ mỏng để làm gì chứ? Mặc để làm chuyện vợ chồng với nhau. Nói xong, anh mở tủ ra, đưa cho cô một cái váy ngủ mỏng tanh cùng với chai nước hoa. Vào thay đồ, rồi xịt một tí nước hoa cho quyến rũ nhé. Lượm quá ngạc nhiên, cô cứ đứng như trời trồng nhìn anh. Cậu đang làm cái trò gì thế? Yêu cầu em đổi lại cách xưng hô. Vợ chồng với nhau mà xưng cậu này nọ thấy xa cách quá. Nhưng mà em quen rồi. Phải đổi ngay đêm nay luôn. Giờ đi vào thay đồ đi, anh ở ngoài này chờ. Không thể từ chối, Lượm cũng đỡ chiếc váy cùng với chai nước hoa trên tay của Gia Huy đi vào nhà tắm. Cô suy nghĩ, có mặc cũng chẳng làm ăn được gì. Giờ anh yêu cầu thì cô cũng làm theo cho anh vui mà thôi. Lần đầu tiên khoe da thịt của mình cho anh thấy, Lượm cảm thấy rất ngại nên cứ lấy tay kéo chiếc váy xuống. Leo lên giường nằm và nhắm mắt lại cho anh. Anh có một bất ngờ dành tặng em. Sao lại phải nhắm mắt chứ? Thì chồng nói thế nào vợ phải nghe lời thế ấy, cấm cãi nghe chưa? Không biết chuyện gì nhưng Lượm vẫn leo lên giường nhắm mắt của mình lại. Một lúc sau, tiếng Gia Huy vang lên. Em mở mắt ra. Lượm từ từ mở mắt. Cô đứng hình vài giây khi thấy một Gia Huy bằng da bằng thịt đứng dậy bước từ trên xe lăn xuống. Anh đi được rồi sao? Đây là thật hay chỉ là giấc mơ? Là thật đó Lượm. Anh chỉ muốn dành món quà đặc biệt này cho em đúng ngày tân hôn của chúng ta. Lượm như vỡ òa trong hạnh phúc.
Cô khóc nấc lên không thành tiếng. Sao anh xấu vậy? Anh đi được lúc nào mà không cho em biết? Anh đi được vài ngày trước khi em vào làm lại đó. Anh rất sợ mất em nên đã cố gắng tập luyện khi em về quê. Anh tính nếu em không vào sẽ tự mình bay về ngoài đó tìm em. Người đàn ông này đúng là xuất sắc về tất cả. Cô không thể kiềm chế được lòng mình, chạy lại ôm chầm lấy anh. Cô khóc như mưa như gió. Có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà ông trời ban tặng cho cô. Thôi, không được khóc nữa. Em mà khóc là anh cũng muốn khóc theo đây nè. Em yêu anh Gia Huy. Anh cũng yêu em. Cảm ơn em vì đã chịu chấp nhận làm vợ một người như anh. Nếu như em không đến bên đời anh, có thể bây giờ anh đang còn chìm trong bóng tối, không thể tìm được lối thoát. Lượm lấy tay, quệt nước mắt. Hai người bắt đầu quấn lấy nhau. Đêm tân hôn diễn ra ngọt ngào, khiến cho hai người họ ngủ quên đến trưa mới dậy. Ôi, đã 8 giờ rồi anh ơi. Gia Huy lấy tay kéo Lượm nằm xuống ôm trọn vào lòng của mình. Kệ, em là mợ chủ của nhà này, có làm gì đâu mà phải sợ. Anh buông em ra, để em xuống nhà coi sao. Chắc gì với ba giận lắm đó. Lượm lật đật ngồi dậy, với lấy bộ màu trong tủ mặc vào. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô nhanh chóng đi xuống phía dưới. Thấy cô, ai cũng nhìn với con mắt hiếu kỳ. Chào mợ Lượm. Lượm cười chào lại mọi người. Dạ, em chào các chị. Bà Lệ Thủy ngồi ăn trái cây ở bàn, liền dở giọng châm chọc. Vịt hóa thiên nga, nên quên giờ giấc hay nhỉ? Tôi chỉ là mẹ kế, có thể không quan trọng. Nhưng còn ba chồng, cô cũng phải giữ đúng lễ nghĩa dậy sớm một chút mà chào hỏi ông ấy chứ. Dạ, con xin lỗi, con mệt quá nên ngủ quên. Hồi trước làm giúp việc, tôi thấy cô dậy sớm lắm mà. Giờ thành mợ chủ nên bày đặt sinh tật. Mẹ cũng đừng khắt khe với chị ấy quá. Đêm tân hôn đầu tiên, ai mà chẳng ngủ quên. Mai mốt con và vợ con cũng thế thôi. Tiếng nói bênh vực của Sa Hào được cất lên khiến cho bà Lệ Thủy khó chịu. Sao con đi làm mà giờ về giờ này? Dạ, con về lấy ít tài liệu quan trọng. Lượm thấy Sa Hào cũng cúi đầu chào. Tôi chào chú. Chị không cần phải khách sáo như thế. Người một nhà nên không cần phải lễ nghĩa gì hết. Lượm cảm thấy ngại nên nhanh chân đi về phía bếp bưng đồ ăn lên cho Gia Huy. Tôi đến khi mọi người có mặt đông đủ, Gia Huy mới bắt đầu lộ diện. Anh muốn cho mọi người trong nhà có một bất ngờ nên mới dặn Lượm giữ bí mật. Từ trên cầu thang, Gia Huy đi xuống với một thần thái xuất sắc. Anh đã thật sự thoát ra khỏi bóng tối của 3 năm về trước. Người nhìn thấy anh đầu tiên có lẽ là Vũ Tuyết. Vũ không thể nói được gì, chỉ ú ớ trong miệng. Cậu chủ, sao cậu lại đi được vậy? Cả hết quay lại nhìn, mặt của mọi người lúc đó cứng đơ, nhất là bà Lệ Thủy. Bà ta sốc đến mức miếng trái cây trên tay rơi lúc nào cũng không hay. Gia Huy, con đã đi được rồi sao? Dạ, con đã đi được rồi ạ. Từ khi nào mà cả nhà không biết vậy? Dạ, đúng đêm tân hôn của con và Lượm. Mặc dù trong lòng đang lộn hết cả lên, nhưng Gia Hào vẫn giữ bình tĩnh. Anh Gia Huy giỏi quá trời, mọi người ai cũng ngạc nhiên lắm đó. Ông Doãn Khang vui mừng đi lại đứng bên cạnh con trai. Con đi được là một chuyện tốt, để ba lấy máy gọi cho bà nội, báo tin cho bà ấy mừng. Dạ. Vài ngày sau, tin bà nội chuẩn bị về nước khiến cho Gia Huy hạnh phúc không nói nên lời. Từ khi mẹ mất, có lẽ người yêu thương anh nhất đó là bà nội và Phú Tuyết. Cách đây mấy năm về trước, bà bị bệnh nặng nên phải sang nước ngoài ở cùng với con gái để chữa bệnh. Trước khi đi, bà đã giao Gia Huy lại cho Vũ Tuyết. Nay bà đã khỏe lại và có thể về nước để đoàn tụ cùng gia đình. Trái với sự vui mừng của Gia Huy, đó là sự lo lắng của Lượm. Cô cũng chỉ mới nghe kể qua, chứ vẫn chưa biết bà nội là người như thế nào. Anh ơi, có khi nào bà nội về nước, bà nhìn thấy em rồi bắt anh bỏ em không? Gia Huy lấy tay cốc nhẹ vào trán Lượm. Ngốc nè, bà anh là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà cũng đi từ nghèo khó mà lên, nên không bao giờ có chuyện chê người khác ở đây. Nhưng em cảm thấy rất sợ. Không phải sợ gì hết, mọi chuyện cứ để anh lo. Lượm hạnh phúc nép vào ngực của Gia Huy mà nhõng nhẽo.
Anh đúng chuẩn là một người chồng tuyệt vời. Lại bắt đầu định nọt người khác. Ở một nơi khác, Gia Hào đập phá hết mọi thứ trong căn hộ của mình. Mẹ kiếp, anh ta sao tự nhiên lại đi được một cách dễ dàng như vậy chứ? Lại còn bà già kia mò về nước làm gì nữa đây? Bà Lệ Thủy đi lại bên cạnh, khuyên nhủ con trai. Con phải bình tĩnh, đừng kích động quá mà hư bột hư đường. Giờ trong công ty, ai cũng coi trọng con và ba con cũng thế. Về tài năng và kinh nghiệm, con hơn hẳn nó thì lo gì? Nhưng bà nội về nước, nhất định bà ta sẽ cho Gia Huy vào làm việc trong công ty. Khi đó mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Con cứ yên tâm, mọi chuyện có mẹ lo hết. Bà ta vừa nói, vừa đảo đôi mắt lạnh lùng của mình, nhìn rất đáng sợ. Cả cuộc đời bà ta đã phải chịu nhục chịu khổ, chấp nhận làm vợ lẽ để có được như ngày hôm nay. Nên không dễ dàng gì mà bà ta để mọi thứ về tay của người khác. Sau bao ngày chờ đợi, ngày bà nội về nước cũng đã đến. Gia Huy cùng với Lượm nhận nhiệm vụ đi ra sân bay đón bà. Anh ơi, em hồi hộp quá. Anh cũng vậy nè, mấy năm rồi anh chưa được gặp bà. Không biết bà như thế nào, có nhận ra anh nữa không? Cuộc nói chuyện kết thúc khi Gia Huy nhìn thấy bóng dáng của bà nội len lỏi trong đám đông. Bà ơi, cháu ở đây nè. Bà An nghe tiếng gọi nên hướng con mắt về phía Gia Huy. Đi cùng với bà là chị giúp việc. Thưa bà, có cậu chủ Gia Huy ra đón chúng ta. Ừ, tôi vừa nhìn thấy nó. Chúng ta đi nhanh lên nhé. Dạ, thưa bà. Gặp lại đứa cháu yêu, bà An bỗng bật khóc nức nở. Cháu yêu của bà, nay đã đi được, bà mừng quá trời luôn. Gia Huy cũng lấy tay lau nước mắt liên tục. Dạ, bà nay đã khỏe hơn chưa? Bà khỏe rồi, nghe ba cháu báo tin nên bà mừng quá sắp xếp về ngay luôn. Nói xong, bà hướng con mắt sang chỗ Lượm. Đây là cháu dâu của ta phải không? Lượm lễ phép cúi đầu chào. Dạ, cháu chào bà nội, cháu tên là Lượm. Nhìn Lượm từ trên xuống dưới, bà An tỏ vẻ hài lòng. Không ngờ cháu trai của ta có mắt nhìn người. Được bà nội khen, Gia Huy ngừng khóc rồi cười tít mắt. May có cô ấy nên cháu mới được như ngày hôm nay đó bà. Ừ, bà cũng nghe kể rồi, hai đứa giỏi lắm. Được tiếp xúc nói chuyện với bà, Lượm cảm thấy rất gần gũi. Cô không sợ nữa mà mạnh dạn đi lại bên cạnh hỏi han bà đủ thứ chuyện. Đợt này bà về nước luôn chứ ạ? Ừ, bà về để còn ấm chắc nữa. Hai đứa nhanh sản xuất ra một đứa cho bà bế nhé. Lượm ngại ngùng nhìn Gia Huy. Anh biết ý nên đỡ lời thay cho Lượm. Bọn cháu cưới thì mới lấy dâu đã em bé chứ. Bà cứ khỏe mạnh ăn uống cho nhiều vào rồi tha hồ mà bế chắc. Đó là anh nói đó nha. Để trong năm nay bắt buộc phải có tin vui cho bà. Ba người cứ nói chuyện vui vẻ với nhau nên về đến nhà lúc nào không hay. Thấy bà Lệ Thủy đứng chờ ở cổng, bà An làm như không nhìn thấy gì. Con chào mẹ, mẹ đi đường có mệt lắm không? Cảm ơn cô, tôi cũng bình thường. Thái độ của mẹ chồng làm cho bà Lệ Thủy tái xanh mặt mũi. Đã bao nhiêu năm bà Lệ Thủy làm vợ của ông Doãn Khang, nhưng chưa bao giờ bà An công nhận bà ta là con dâu. Không phải tự nhiên mà bà ấy tỏ thái độ như vậy. Bởi vì ngày xưa bà Lệ Thủy là gái bán hoa nổi tiếng thành phố. Bà ta đã làm mọi cách để mồi chài trở thành con giáp thứ 13 chen chân vào cuộc sống gia đình của người khác. Năm đó mẹ của Gia Huy vừa mới mất, ông Doãn Khang đã lập tức đưa bà Lệ Thủy về ra mắt. Bà An tức lắm, bà đã ra sức ngăn cản nhưng không được. Vì lúc đó trong bụng bà Lệ Thủy đã mang thai Gia Hào được hơn một tháng. Vậy là bà ta một bước lên mây trở thành phu nhân của chủ tịch một tập đoàn lớn. Đứng nhìn mẹ chồng đi lướt qua mặt mình, bỗng tim bà Lệ Thủy đau nhói. Bà ta nhếch mép cười, một nụ cười đều sau lưng rồi theo chân mọi người vào trong. Từ khi có bà nội, Lượm trở thành đứa cháu được cưng nhất nhà. Có chuyện gì hay miếng gì ngon là bà đều dành cho Lượm đầu tiên. Đến cả Gia Huy còn phải ghen tị, thường buông lời trêu chọc vợ mình. Vợ anh nay vượt mặt anh để trở thành đứa cháu cưng của bà rồi nha. Lượm bĩu môi, lườm nguýt chồng mình. Ai bảo anh không biết quan tâm đến bà? Từ nhỏ tới lớn, em chẳng có ông bà gì cả, nên được ở bà bên cạnh, em vui và hạnh phúc lắm. Cảm ơn em vì đã yêu thương anh,
yêu thương những người thân bên cạnh của anh. Sao anh lại nói vậy? Bây giờ hai chúng ta là một, nên bà của anh cũng giống như bà của em thôi. Gia Huy đi lại ôm trọn Lượm vào lòng mình mà siết chặt. Nhất định là vậy, anh yêu em. Dạo này sức khỏe của Gia Huy đã ổn định, anh muốn vào công ty làm việc nên đã đem chuyện này nói lại với ba và bà nội của mình. Thưa ba và bà nội, con muốn vào công ty làm việc. Ông Doãn Khang giật mình. Sao tự nhiên con lại có ý định như vậy? Hồi trước ba thấy con không muốn vào công ty làm mà. Dạ, trước khác, giờ khác ạ. Nay con đã có vợ, con muốn vào công ty làm chứ không thể ở nhà ăn bám như vậy được. Bà An nhìn đứa cháu bằng ánh mắt yêu thương. Cháu suy nghĩ như vậy là rất tốt. Đàn ông con trai phải có sự nghiệp vững vàng, sau này còn nuôi vợ nuôi con. Nói xong, bà quay sang nói với ông Doãn Khang. Mẹ thấy con cũng đã lăn lộn ở thương trường nhiều năm rồi, nên bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi. Con có hai đứa con trai, mẹ nghĩ con nên trao lại cái chức chủ tịch cho một trong hai đứa. Số cổ phần của mẹ, mẹ sẽ chia đôi cho Gia Hào và Gia Huy. Nếu đứa nào xứng đáng thì con hãy nhường lại cái ghế chủ tịch, mẹ sẽ không có ý kiến. Bà Lệ Thủy ngồi bên cạnh, nghe mẹ chồng đưa ra ý kiến thì bà ta sướng dâng người lên. Dạ, mẹ thật là phân minh sáng suốt, chúng con luôn đội ơn mẹ nhiều. Bà An chẳng thèm trả lời lại, mặc dù rất ghét bà Lệ Thủy, nhưng đối với Gia Hào bà cũng không thể ghét được. Bởi vì anh ta là cháu nội, máu mủ của bà, nên bà không thể bỏ được. Mặc dù ông Doãn Khang lúc nào cũng thiên về Gia Hào nhiều hơn, nhưng ông là một người ba nên không thể nào tự quyết định được. Với lại, công ty là tâm huyết một đời của gia đình, nên nhất định phải tìm người thay thế cho xứng đáng. Ông muốn tạo điều kiện cho hai thằng con trai của mình thể hiện tài năng lãnh đạo, nên đã đưa ra một cuộc thi. Ông cho gọi Gia Hào và Gia Huy vào phòng của mình để nói chuyện. Hai đứa hãy nghe ba nói cho thật kỹ nhé. Hiện tại công ty mình đang mở thêm hai chi nhánh, một là ở miền Tây, hai là ở miền Bắc. Vì mới vào hoạt động nên số lượng công nhân và khách hàng còn thưa thớt, ba muốn hai đứa quản lý hai chi nhánh này. Nếu trong vòng một năm mà số lượng khách hàng và doanh thu của hai cơ sở này đạt với mức độ mong muốn của ba, thì ba sẽ giao toàn quyền việc quản lý công ty cho người đó để ba về nhà nghỉ ngơi. Gia Hào với vẻ mặt đầy tự tin đáp lại lời của ba mình. Dạ, ba thật sáng suốt, chúng con sẽ cố gắng không để cho ba phải thất vọng. Giờ có hai cơ sở, ba cho hai đứa tự chọn. Gia Huy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Dạ, con làm ở đâu cũng được, em Gia Hào cứ chọn cơ sở cho mình trước đi ạ. Thôi, em thì làm công ty lâu rồi nên ở đâu cũng được, anh Gia Huy cứ chọn nơi nào anh cảm thấy phù hợp cho mình. Để cho cuộc thi có tính công bằng, ông Doãn Khang đưa ra quyết định. Gia Hào đi ra Bắc, còn Gia Huy đi về miền Tây nhé. Gia Hào cảm thấy rất mừng vì anh ta đã tìm hiểu môi trường phía Bắc thuận lợi hơn rất nhiều. Còn ở miền Tây thì lại khác. Cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện mấy nên có rất nhiều khó khăn trong việc quản lý. Dạ, ba đã quyết định vậy, chúng con xin nghe theo. Gia Huy đem chuyện này kể với Lượm. Nghe xong, Lượm lên tiếng an ủi chồng. Anh cố gắng lên nhé, cứ coi đây là cơ hội thử thách bản thân. Em sẽ đi cùng anh xuống dưới đó. Chức chủ tịch không quan trọng bằng việc mình giúp được cho những người công nhân có công việc và thu nhập ổn định. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Mấy ngày sau đó, Lượm cùng với Gia Huy khăn gói đi về miền Tây. Còn Gia Hào thì bay ra Bắc làm nhiệm vụ của mình. Đúng như lời ông Doãn Khang nói, ở đây mọi thứ còn sơ sài. Công nhân chưa có mấy, dân ở đây họ chỉ tập trung về các khu công nghiệp lớn để làm nên việc tuyển công nhân còn gặp rất nhiều khó khăn. Lượm thấy vậy nên đưa ra phương án. Giờ trước mắt chúng ta phải tuyển đủ công nhân cho xưởng may. Nhưng ở đây khó lắm, họ toàn đi lên thành phố làm hết rồi. Công nhân đi làm mục đích cũng chỉ vì tiền, nếu chúng ta tăng tiền lương lên thì em nghĩ sẽ thu hút được mọi người về đây làm việc. Nhưng anh sợ ba sẽ không chịu. Anh cứ thử thương lượng với ba xem sao. Có công nhân làm, khi đó mới có thu nhập. Chúng ta lấy tiền đó trả cho công nhân lo gì? Ừ, để anh thử xem sao. Nói là làm, Gia Huy điện thoại lên cho ông Soạn Khang dễ để thương lượng. Lúc đầu ông cũng không đồng ý, nhưng nghe Gia Huy phân tích nên ông thấy cũng hợp lý.
Nếu con đã nói vậy, ta sẽ đồng ý tăng lương lên cho công nhân, nhưng với một điều kiện là doanh thu của cơ sở phải tăng theo. Dạ, ba cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết mình. Nói thì nói vậy thôi, chưa bắt tay vào việc không dễ chút nào. Mấy ngày ra thông báo tuyển người, nhưng chẳng được bao nhiêu công nhân. Anh thấy nản quá lượm mà. Cứ tình hình này, chắc chúng ta phải về lại Sài Gòn sớm thôi. Sao anh bi quan như vậy? Mới có mấy ngày thôi mà. Em tin là ông trời không phụ công sức của chúng ta. Anh không biết do số phận của anh hay là do xui xẻo, nhưng anh chuẩn bị làm việc gì lớn là chẳng bao giờ thành công. Lượm nhìn Sa Huy, cô cảm thấy rất thương. Cứ từ từ thôi anh, thành công hay không là phải nhờ vào sự kiên trì của bản thân. Em tin là chúng ta sẽ làm được. Trái ngược với sự buồn bã của Gia Huy, đó là niềm vui sướng của Gia Hào. Cơ sở may của anh ta ngoài phía Bắc, công nhân vào làm kín mít, hàng được xuất đi đều đều. Ông Doãn Khang rất hài lòng về cậu con trai quý tử. Còn bà Lệ Thủy thì vui không nói nên lời. Ông thấy không, thằng Gia Hào nó rất giống ông, có tài lãnh đạo. Tôi không hy vọng là nó sẽ thay thế vị trí của ông, nhưng bây giờ nhìn nó làm được như vậy, tôi vui lắm. Tôi chỉ mong sau khi tôi nhắm mắt xuôi tay, con nó có thể kiếm tiền bằng đôi tay của mình là tôi mãn nguyện lắm rồi. Sao bà lại nói như vậy? Nó mà giỏi thì vị trí chủ tịch nhất định sẽ thuộc về nó. Tôi đem ra cuộc thi là để cho hai đứa tự phát huy tài năng của mình. Lỡ sau này tôi có trao lại quyền quản lý công ty cũng không ai nói được gì. Ông đúng là một người cha tốt. Ông làm vậy mẹ con tôi đỡ oan ức. Chứ từ trước tới nay mẹ của ông lúc nào cũng nghĩ tôi phải làm vợ ông là vì tài sản nhà ông mà thôi. Mấy bữa nay trong nhà có người nghỉ việc nên bà Lệ Thủy ra sức kiếm người. Có điện thoại gọi đến, bà Lệ Thủy đi lại bắt máy. Alo, tôi nghe. Ở đầu dây bên kia trả lời lại. Dạ, thưa bà, chúng tôi đã tìm được người giúp việc cho bà rồi. Vậy à, người đó già hay trẻ? Dạ, đang còn trẻ. Vậy ok, có gì mai cho người dẫn đến nhà tôi nhé. Dạ, tôi biết rồi. Ở miền Tây, hôm nay cũng như mọi ngày, Lượm và Gia Huy đang tuyển công nhân. Chờ đến 8 giờ sáng mà vẫn chưa thấy ai đến xin việc. Hai người buồn bã cứ nhìn nhau. Chắc hôm nay lại là một ngày thất bại của chúng ta. Lượm cười. Em không ngờ là làm kinh doanh lại khó khăn đến thế. Hồi trước ở nhà thấy người ta làm giám đốc này nọ mê quá trời luôn. Nhưng giờ thấy anh thế này nản quá. Chẳng có gì trên đời là dễ dàng cả. Đằng sau sự thành công của một người là cả một quá trình đổ mồ hôi, rơi nước mắt đó em. Đang nói chuyện thì chợt ở đằng xa có một tốp người đi đến. Dạ, cho em hỏi công ty mình có tuyển công nhân nữa không? Lượng mừng rỡ trả lời lại. Có em ạ, công ty đang thiếu nhân lực rất nhiều nên tuyển người ở rất nhiều bộ phận. Các em nộp hồ sơ hôm nay, ngày mai có thể đi làm luôn. Vậy hả chị? Bọn em đang bị thất nghiệp nên gặp được công ty mình mừng quá trời luôn. Vậy mời các em vào để phỏng vấn. Tiếp mấy ngày sau đó, cứ người này giới thiệu cho người khác nên người đến nộp hồ sơ rất đông. Đủ nhân lực, đủ thiết bị máy móc, xưởng may bắt đầu đi vào hoạt động. Những thành phẩm đầu tiên được ra lò khiến cho Lượm và Gia Huy mừng rơi nước mắt. Đơn đặt hàng cũng bắt đầu có. Với tài ăn nói của mình, Gia Huy đã ký hợp đồng với nhiều khách hàng lớn ở bên nước ngoài. Giờ đây, cơ sở phải mở rộng và cho công nhân tăng ca mới đủ hàng để xuất đi nước ngoài. Ông Doãn Khang nghe tin thì vô cùng bất ngờ. Ông cứ nghĩ được vài bữa Gia Huy sẽ bỏ cuộc. Nhưng không ngờ năng suất của cơ sở Gia Huy quản lý tăng gấp mấy lần so với cơ sở của Gia Hào ngoài Bắc. Bà Lệ Thủy biết được, liền tức tốc gọi điện báo tin cho con trai. Gia Hào, tình hình công việc ngoài đó ổn không con? Dạ ổn. Có việc gì không mẹ? Con nghe tin gì chưa? Dạ chưa. Con có biết cơ sở may của thằng Gia Huy hàng xuất đi mỗi ngày không? Không biết nó làm bằng cách nào mà năng suất tăng vù vù. Bà con đang vui lắm. Con làm sao thì làm, đừng để nó vượt mặt. Gia Hào tỏ vẻ lo lắng. Thôi, con cúp máy đây, có gì con gọi lại cho mẹ. Ừ, có kế hoạch gì nhanh nói cho mẹ biết nhé. Dạ. Một lúc sau, chuông điện thoại reo, bà Lệ Thủy bắt máy. Alo, mẹ nghe nè.
Không biết ở đầu dây bên kia nói gì mà mặt bà Lệ Thủy có vẻ căng thẳng. Bà ta gật liên tục, nghe bộ rất đồng tình. Ừ, được rồi, cứ làm như vậy nhé. Nhớ phải làm cho cẩn thận nhé con. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ vô tình Vũ Tuyết đã nghe được. Vũ tức tốc trở về phòng lấy máy gọi cho ai đó. Một thời gian sau, tin tức xưởng may của Gia Huy bị cháy, ai nấy cũng bàng hoàng lo sợ. Còn bà nội và ông Doãn Khang như ngồi trên đống lửa. Tất cả hàng hóa và thiết bị máy móc đều nằm ở trong đó. Họ lo lắng gọi cho vợ chồng Lượm về nhà gấp. Lượm và Gia Huy về đến nhà, thấy mọi người ngồi đông đủ. Hai người đi lại chào hỏi. Dạ, mọi người gọi vợ chồng con về có chuyện gì không ạ? Nhìn thái độ bình thản của hai vợ chồng, ai cũng ngạc nhiên. Tại sao con lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Xưởng may bị cháy hết mà con còn vô tư đứng để nói chuyện như vậy được sao? Dạ, xưởng may con vẫn hoạt động bình thường mà ba. Ông Doãn Khang lúc này không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông đưa hình ảnh đám cháy cho Gia Huy coi. À, đây là cháy ở chỗ cũ bữa hôm phải không? Mấy ngày trước con có linh tính chẳng lành nên đã thuê được nơi khác và cho người chuyển tất cả máy móc và toàn bộ hàng hóa đi sang xưởng khác rồi. Mà con quên chưa báo lại với ba, nên ba và bà nội cứ yên tâm đi nhé. Lời Gia Huy vừa dứt, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà Lệ Thủy. Bà ta đang mừng thầm trong bụng là Gia Huy sẽ bị rớt đài và con trai bà ta sẽ leo lên được chức chủ tịch. Đang đứng bên cạnh bà ta giả vờ đau bụng rồi xin phép đi lên phòng. Lên đến nơi, bà ta tức tốc bấm số gọi cho Gia Hào. Alo, Gia Hào phải không? Kế hoạch của chúng ta không thành công. Không biết thằng Gia Huy có ma quỷ gì sai khiến không mà nó biết trước nên đã chuyển xưởng đi chỗ khác. Ở đầu dây bên kia, Gia Hào hét lên như một người điên. Mẹ nói cái gì? Tin này có chính xác không? Ôi trời, giờ con đang hỏi nữa. Thằng Gia Huy nó đang đứng một đống nói chuyện với ba con dưới kia kìa. Thấy con trai im lặng, bà Lệ Thủy lo lắng hỏi dồn dập. Alo, con đâu rồi Gia Hào? Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, con tắt máy. Ở dưới nhà, ông Doãn Khang vô cùng khâm phục con trai mình. Chuyện lớn như vậy sao con không cho cả nhà biết? Ai nghe tin cũng giật mình hốt hoảng. Bà Lệ Thủy đi xuống, Gia Huy cố tình nói to cho bà ta nghe. Mà ba với bà nội cập nhật tin tức cũng nhanh ghê. Hay là trong chuyện này có gì uẩn khúc cũng nên. Không tự nhiên mà xưởng may cháy một cách bất thường như vậy. Bà ta nghe thấy cả khuôn mặt bỗng xám xịt lại. Lượm đứng bên cạnh biết ý nên lấy tay ra hiệu cho Gia Huy ngừng nói. Chúng con xin phép ba và bà nội đi lên nhà tắm rửa. Vậy hai đứa tính khi nào xuống dưới đó tiếp? Dạ, chiều nay ạ. Sao đi gấp vậy? Ở chơi vài ngày đã hẵng đi. Không được đâu bà nội, ở dưới đó công việc nhiều lắm, bọn con phải xuống để giải quyết. Ừ, giờ công việc là ưu tiên, bữa sau về chơi cũng được. Dạ. Vừa mới định bước chân đi thì ở ngoài cửa giúp việc vừa đi chợ về. Dạ, con chào cả nhà, con đi chợ về. Nghe giọng nói quen thuộc được cất lên, Lượm quay người lại nhìn. Chị Dung. Dung cũng hốt hoảng khi nhìn thấy Lượm. Lượm, sao em lại ở đây? Cả nhà bây giờ ai cũng ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Gia Huy quay sang hỏi Lượm. Hai người quen nhau sao? Dạ, chị ấy là con cô Hoa của em bữa hôm vừa mới mất đó. À, ra vậy, thật là trùng hợp. Bây giờ lại cùng chung một nhà với nhau. Mặc dù là chị em với nhau, nhưng từ bữa Lượm bị sảy thai đến giờ, hai người không nói chuyện với nhau. Bữa Lượm về quê cũng chỉ gặp thoáng qua Dung, nên Dung không hề biết gì về cuộc sống của Lượm ở trong Sài Gòn, kể cả việc cô cưới Gia Huy cũng vậy. Đi vào bếp, Dung lần là hỏi chuyện mấy chị làm cùng. Chị ơi, con Lượm nó làm gì trong nhà này vậy? Chị giúp việc giật mình. Ấy chết, sao em gọi mợ Lượm như vậy? Ông bà chủ nghe được là chết đấy. Dung ngạc nhiên. Mợ là sao ạ? Nó không phải đi giúp việc sao? Cô không biết sao? Mợ ấy là vợ của cậu Gia Huy đó. Chị nói gì? Nó là vợ của cậu Gia Huy đẹp trai, hôm nay mới về đó sao? Đúng vậy. May nhờ có mợ Lượm nên cậu ấy mới được như vậy, chứ trước đây cậu ấy ghê lắm. Dung không thể nào tin được nên cứ thắc mắc hỏi đi hỏi lại. Tự nhiên trong lòng cô ta nổi lên một sự hờn ghen không hề nhẹ. Không thể chịu nổi
nên cô ta đi lên lầu kiếm Lượm. Vừa bước chân lên đến cầu thang, vô tình chạm mặt với Gia Huy. Dùng như bị đứng hình bởi vẻ đẹp trai đầy nam tính của anh ta. Chào, chào cậu. Tôi chào cô. Có Lượm ở trong phòng không? Tôi muốn gặp em ấy nói chuyện một tí. Cô ấy đang ở trong phòng, cô đi lại gõ cửa đi. Dạ, cảm ơn cậu rất nhiều. Ở trong phòng, nghe tiếng gõ cửa, Lượm nhanh chân bước xuống giường, mở cửa nhìn thấy Dung, Lượm hỏi. Chị gặp em có chuyện gì không? Chị có thể vào phòng em nói chuyện được không? Được, chị cứ vào đi. Nhìn căn phòng, được trang hoàng lộng lẫy, Dung như bị thôi miên. Em sướng thật đó, tự nhiên được trở thành con dâu của nhà giàu. Mà em cưới chồng lúc nào mà chị không biết vậy? Em cưới cũng được một thời gian rồi. Em không về tổ chức ở quê nên hầu như mọi người không biết. Mà tại sao chị lại xin vào đây làm việc? Bữa em nghe nói chị làm ở ngoài Hà Nội mà. Dung đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt đang chảy đầy hai má rồi bắt đầu kể lể. Chị bị thằng Tuấn, chồng cũ của em, nó lừa. Chị và nó dắt nhau ra Hà Nội để làm. Ai dè nó là một tên đểu cáng, suốt ngày tụ tập bạn bè uống rượu say xỉn. Nó độc ác, đánh chị suốt ngày. Giờ nó lại nghiện ma túy nặng. Tiền bạc làm bao nhiêu nó cũng lấy hết. Gia đình nó giờ chẳng có gì, nợ nần chồng chất. Chị cố gắng mãi mới thoát được và chạy trốn vào đây đấy. Thấy công ty tuyển người giúp việc, nhà ở trên mạng, nên chị nhanh chóng nộp hồ sơ vào và được họ đưa về đây làm việc. Nhắc đến Tuấn, tự nhiên trong người Lượm cảm thấy vô cùng căm hận. Hắn và gia đình hắn bị như thế, coi như là quả báo ông trời dành tặng cho gia đình bọn họ. Giờ nhìn thấy Dung như vậy, Lượm cũng có chút thương xót. Dù tốt hay xấu, thì cô ta cũng vẫn là chị, là con của cô Hoa, người mà cô phải mang ơn suốt đời. Chị làm ở đây thấy ổn không? Nếu chị không thích làm công việc nhà, có thể đi xuống miền Tây làm công nhân may ở dưới cơ sở của chồng em đang quản lý cũng được. Thôi, làm ở đây chị thấy rất thoải mái. Giờ em làm mợ chủ của nhà này, chúng ta cũng nên giữ khoảng cách. Em cứ yên tâm, chị không phải là loại người thấy người sang bắt quàng làm họ đâu. Thấy Dung bước ra từ phòng Lượm, là Vũ Tuyết đẩy cửa bước vào. Lượm nhìn thấy, liền đi lại chào. Con chào Vũ. Chiều nay vợ chồng mợ về dưới đó sao? Dạ, Vũ ở lại mạnh khỏe, chăm sóc bà nội dùng bọn con với. Mợ cứ yên tâm, xuống dưới đó phải giữ gìn sức khỏe, kẻ xấu sẽ luôn rình rập nên phải hết sức cẩn thận. Dạ, chúng con cảm ơn Vũ. May có Vũ báo tin, không thì tất cả công sức của chúng con mấy tháng qua đổ xuống sông xuống biển hết. Mợ mới về làm dâu nên chưa hiểu được, sống ở một môi trường giàu có, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, kẻo mang họa vào thân. Dạ, con luôn nghe lời của Vũ dạy. Một thời gian sau, với tài lãnh đạo của mình, cơ sở may của Gia Huy và Lượm phất lên như diều gặp gió. Đơn đặt hàng nhiều vô kể, công nhân phải làm tăng ca thường xuyên mới đủ hàng để xuất đi. Nhìn thành quả đạt được, Lượm và Gia Huy hạnh phúc vô cùng. Ở trên Sài Gòn, qua bao ngày đưa ra phép so sánh, ông Doãn Khang đang lưỡng lự giữa việc chọn Gia Huy hay Gia Hào về cái ghế chủ tịch. Ông cho gọi vợ chồng Lượm và Gia Hào về Sài Gòn gấp. Lần đầu tiên được ba mình trọng dụng, Gia Huy bỗng bật khóc nức nở. Anh ôm lấy Lượm mà siết chặt vào lòng mình. Cảm ơn Lượm, nhờ có Lượm nên anh mới có được như ngày hôm nay. Lượm lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy đầy hai má của Gia Huy. Anh khóc, làm em cũng khóc theo đây nè. Người nói cảm ơn phải là em mới đúng. Nhờ có anh nên em mới cảm nhận cuộc sống này thật tươi đẹp. Dù hai chúng ta xuất thân không giống nhau, nhưng tình yêu của chúng ta dành cho nhau là có thật. Vì cửa không khóa nên Dung đi qua đã vô tình thấy được cảnh tình tứ của vợ chồng Lượm. Cô ta lẩm bẩm trong miệng. Lượm, sao lúc nào mày cũng tốt số vậy? Cuộc đời mày giống như vịt hóa thiên nga, tự nhiên trong phút chốc trở thành phu nhân của chủ tịch. Dung, sao cô không đi làm việc, đứng đó nhìn ngó gì vậy? Nghe tiếng Vũ Tuyết nói ở đằng sau, Dung giật nảy người quay lại. Dạ, dạ con đi làm việc đấy Vũ. Đây là phòng riêng của cậu mợ chủ, nên cô cũng phải để ý một chút nghe chưa? Dung méo mặt, liền nhanh chân bước về phía trước. Còn Gia Hào, khi nghe tin anh ta tức tốc bắt máy bay để quay về Sài Gòn.
Bà Lệ Thủy trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Sao giờ này con mới về? Thằng Gia Huy nó về lâu rồi. Lần này mà nó thắng, coi như công sức bao năm qua của mẹ con chúng ta đổ xuống sông xuống biển hết. Gia Hào với con mắt sắc cạnh, miệng rít lên từng hồi độc ác. Con không để cho một ai dám cản đường của con lúc này. Con lại phải học hành rất khổ sở mới có được như ngày hôm nay. Bà Lệ Thủy nhìn con trai rồi thở dài. Tất cả là tại bà già chết tiệt đó mò về nước. Bà ta không tác động vào thì ba con làm sao tự ý quyết định được chuyện đó. Giờ trước mắt mẹ cứ làm như không có chuyện gì, cứ để từ từ con tính cho. Ở trong nhà này, người mà chúng ta phải đề phòng đó là Vũ Tuyết. Con nghĩ chuyện cháy xưởng lần trước có người báo tin nên thằng Gia Huy mới có sự chuẩn bị trước như vậy. Con nhắc mẹ mới nhớ, có khi nào Mụ Tuyết nghe được chúng ta nói chuyện nên báo lại với vợ chồng thằng Gia Huy không? Rất có khả năng như vậy. Mẹ làm sao thì làm, tiễn bà ta đi càng sớm càng tốt. Lời con trai nói, bà Lệ Thủy bỗng giật mình. Ý con là giết bà ta sao? Đúng vậy, ai cản đường của con, người đó sẽ phải lãnh hậu quả. Gia Hào đang còn trẻ, nhưng tâm địa rất độc ác. Tất cả tính cách của Gia Hào bây giờ là do bà Lệ Thủy nhồi nhét cho anh ta từ khi còn nhỏ. Được, vì con, mẹ sẽ làm tất cả. Qua ngày hôm sau, Vũ Tuyết có việc phải đi ra ngoài. Giống như có điểm báo trước, Vũ đi sang phòng của vợ chồng Lượm dặn đi dặn lại. Cậu mợ đợt này phải hết sức cẩn thận nhé, tôi có linh tính chẳng lành. Sao Vũ lúc nào cũng dặn tụi con như vậy? Hay Vũ có chuyện gì khó nói? Khuôn mặt Vũ thoáng buồn. Không có, tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó rồi mọi chuyện nhất định sẽ rõ ràng. Lời của Vũ nói khiến cho vợ chồng Lượm phải suy nghĩ. Vũ nói như vậy, ý là sao ạ? Tôi chỉ nói bâng quơ thế thôi. Cậu mợ nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài có việc. Dạ, Vũ đi cẩn thận. Nhìn theo bóng lưng của Vũ, Lượm thương vô cùng. Vũ ấy tuy ít nói, nhưng sống rất tình cảm. Lượm rưng rưng nước mắt quay sang nói với Gia Huy. Tự nhiên em cảm thấy thương Vũ Tuyết quá trời. Vũ đã vì anh mà hy sinh tuổi xuân của mình. Ừ, anh luôn coi Vũ giống như người mẹ thứ hai. Anh tính vài bữa nữa rủ bà nội và Vũ ấy đi du lịch ít ngày cho vui. Dạ, ý kiến của anh như vậy rất hay. Khoảng một tầm tiếng sau, thấy điện thoại của Vũ Tuyết gọi Gia Huy mới ấn nghe máy. Alo, con nghe này Vũ. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông có vẻ rất gấp gáp. Alo, anh có phải là người thân của người có số điện thoại này không? Dạ phải, anh là ai mà cầm máy của bà ấy vậy? Tôi chỉ là người đi đường, người nhà của anh đã bị kẻ xấu đâm mấy nhát vào bụng. Chúng tôi đang đem bà ấy vào bệnh viện cấp cứu, anh nhanh đến nhé. Thả điện thoại xuống và người Gia Huy mềm như cọng bún. Mới cách đây một tiếng, Vũ ấy còn sang nói chuyện dặn dò. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện. Lượm thấy vẻ mặt chồng căng thẳng, cô biết có chuyện chẳng lành nên hỏi dồn dập. Có chuyện gì vậy anh? Nghe Lượm hỏi, Gia Huy mới quay về thực tại. Anh bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Lượm, Lượm ơi, Vũ Tuyết gặp nạn rồi, chúng ta mau đến bệnh viện xem Vũ ấy thế nào. Lượm đứng như trời trồng. Anh nói là Vũ ấy gặp nạn sao? Ừ, hồi nãy người đi đường gọi đến báo tin. Vũ ấy bị kẻ xấu đâm mấy nhát vào bụng. Lượm ôm mặt tỏ vẻ sợ hãi. Trời đất, tại sao lại vậy? Anh cũng không biết nữa, chúng ta nhanh đi nhé. Đến bệnh viện, hai vợ chồng Lượm sợ hãi vô cùng. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà Gia Huy như muốn ngừng thở. Thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hai người nhanh chóng đi lại hỏi. Dạ, cho tôi hỏi tình hình của bà ấy thế nào? Vị bác sĩ nhìn hai người rồi lắc đầu. Chúng tôi rất tiếc vì không thể cứu được bà ấy. Vết thương quá sâu lại mất máu rất nhiều. Với lại bà ấy tuổi già nữa nên không đủ sức. Gia Huy nghe xong, anh ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc nức nở. Lượm cũng vậy. Cô giống như người mất hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gia Huy nước mắt đầm đìa ôm lấy Lượm mếu máo. Chúng ta mất Vũ thật sao Hà Lượm? Tại sao Vũ ấy lại bị như vậy? Tại sao người nằm trong đó không phải là anh? Thôi, anh đừng như vậy nữa, em đau lòng lắm. Số phận của Vũ đến đó là hết. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Vũ ấy siêu thoát anh nhé.
Ngày đưa tang, Vũ Tuyết bỗng trời đổ mưa. Cả nhà ai cũng thương cũng buồn cho Vũ ấy. Bà nội bắt tất cả mọi người trong nhà ai cũng phải đeo tang. Còn Lượm và Gia Huy, hai người xin phép bà nội và vợ chồng ông Doạn Khang lập bàn thờ của Vũ Tuyết trong phòng để ngày đêm hương khói. Xong việc, Gia Huy cùng với Lượm đi lên đồn công an để làm rõ vụ việc. Thưa anh, đã có manh mối gì về cái chết của bà ấy chưa? Anh chiến sĩ công an lắc đầu. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra. Người gây án không để lại dấu vết nên rất khó. Xin các anh hãy giúp đỡ cho gia đình chúng tôi tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho bà ấy. Anh cứ yên tâm, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Việc Vũ Tuyết bị sát hại, cả gia đình ông Doãn Khang nháo nhào hết cả lên. Chẳng ai có thể lý giải được vì sao Vũ ấy lại bị người ta sát hại một cách dã man như vậy. Bà và bà nội thấy chuyện này sao? Vũ Tuyết cả đời không gây thù chuốc oán với ai. Có khi nào là người quen sát hại Vũ ấy không? Nghe con trai phân tích, ông Doãn Khang im lặng một lúc rồi cũng trả lời. Bà thấy con nói thế cũng không đúng. Không có lý do gì mà người ta lại giết Vũ ấy cả. Có khi nào bọn đó nhầm Vũ ấy với người mà chúng ta muốn giết không? Bà Lệ Thủy ở bên cũng nói xen vào. Bà con nói đúng đó Gia Huy. Vũ Tuyết thường ngày ăn ở hiền lành, sao có chuyện bị sát hại ở đây được? Chắc là bọn chúng nhầm Vũ ấy với ai đó nên mới ra tay dã man vậy thôi. Gia Huy lên tiếng. Giờ chưa thể khẳng định được điều gì. Chúng ta phải chờ kết quả bên công an điều tra. Nhoáng một cái mà Vũ Tuyết mất cũng được gần 3 tháng. Gia Huy và Lượm ngày đêm chưa thể yên lòng vì kẻ thù ác còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tâm trạng buồn bã nên kéo theo rất nhiều thứ. Gia Huy muốn tĩnh tâm một thời gian nên nói với ba mình. Ba ơi, con xin dừng cuộc thi lại đây. Ba hãy giao lại chức chủ tịch công ty cho em Gia Hào. Vợ chồng con chỉ quản lý một mình xưởng may ở dưới miền Tây là được. Bà An ngạc nhiên với quyết định của cháu trai. Tại sao cháu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Dạ, cháu thấy mình không phù hợp lắm. Tại sao lại không phù hợp? Làm đàn ông phải có ý chí chứ. Cháu xin lỗi bà nội. Cháu thấy em Gia Hào giỏi hơn cháu nhiều, nên em ấy rất xứng đáng. Không phải tự nhiên mà Gia Huy đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Từ sau cái chết của Vũ Tuyết, anh cảm thấy cuộc sống này thật vô thường. Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên Lượm và những người thân yêu mà thôi. Lượm, em có buồn khi anh quyết định như vậy không? Lượm nghe chồng mình hỏi, cô nhoẻn miệng cười. Tại sao anh lại hỏi vậy? Em lúc nào cũng ủng hộ quyết định của anh. Đối với em, tiền tài danh vọng không quan trọng bằng sự bình yên mỗi ngày bên anh. Cảm ơn em rất nhiều Lượm mà. Anh lại nữa, suốt ngày cứ cảm ơn em là sao? Giờ em chỉ mong công an điều tra ra kẻ đã hại Vũ Tuyết để cho linh hồn của Vũ ấy trên trời được siêu thoát. Anh cũng mong là thế, kẻ thù ác nhất định phải đền tội. Trái với sự đau buồn của cả nhà, đó là niềm vui sướng của mẹ con bà Lệ Thủy. Ngày nhập chức chủ tịch của Gia Hào, bà Lệ Thủy miệng cười không ngớt khi nhìn thấy con trai lịch lãm trong bộ đồ vest sang trọng. Con trai của mẹ giỏi lắm. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời đối với chúng ta. Dạ, công lớn này thuộc về mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều. Bỗng điện thoại để trên bàn reo liên hồi, bà Lệ Thủy ấn máy nghe. Alo, bà chuyển thêm tiền cho chúng tôi nhé. Công an bây giờ đang sờ gáy đến nên chúng tôi rất cần tiền để chạy trốn. Mặt bà Lệ Thủy lộ rõ vẻ tức giận. Đòi gì mà lắm thế, bữa hôm tao chuyển tiền cho bọn mày rồi mà. Chưa đủ đâu bà chị, giờ chuyển vô tài khoản cho chúng tôi 2 tỷ, không thì bà sẽ biết hậu quả như thế nào rồi. 2 tỷ, chúng mày bị điên sao? Tao kiếm đâu ra một số tiền lớn như thế? Kiếm ở đâu là việc của bà. Tôi cho bà hạn hết là ngày hôm nay. Nếu không thực hiện được, đừng trách bọn này độc ác. Nói xong, bọn chúng cúp máy sụp. Gia Hào nhìn mẹ lo lắng. Bọn chúng lại đòi tiền nữa sao? Ừ, chúng đòi 2 tỷ, hạn hết ngày hôm nay. Sao bọn chúng đòi nhiều thế? Mẹ cũng không biết nữa. Nếu hôm nay không chuyển, bọn chúng sẽ đến phá buổi lễ nhậm chức của con, coi như công sức đổ xuống sông xứng biển hết. Vậy mẹ đưa số tài khoản đây con chuyển, qua ngày hôm nay chúng ta sẽ tính tiếp. Ừ, mẹ chỉ sợ bọn chúng không chịu buông tha cho chúng ta thôi.
Mẹ cứ yên tâm, con nghĩ cho tiền bọn chúng rồi nên sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu. Ừ, mẹ hy vọng là vậy. Buổi lễ nhậm chức kết thúc thành công tốt đẹp. Gia Hào đã chính thức trở thành chủ tịch của công ty. Ai cũng ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng đến anh ta. Chúc mừng chủ tịch nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Mong mọi người giúp đỡ cho tôi nhiều hơn nữa ạ. Về phía bà An, bà cảm thấy không vui khi Gia Hào nắm quyền quản lý công ty. Nhưng đó là quyết định của ông Doạn Khang nên bà không dám ý kiến. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, cả nhà đi vắng hết, chỉ có mình bà Lệ Thủy và cái Dung ở nhà. Đang đứng ở trên sân thượng phơi đồ, Dung bỗng nhìn thấy một người đàn ông cứ đứng thập thò ngoài cửa, lâu lâu lại đứng nhòm vào trong. Đứng quan sát một hồi, thấy bà Lệ Thủy đi ra cửa kéo người đàn ông đó vào một góc nói chuyện. Dung thấy lạ nên đi xuống ra cửa ngóng xem có chuyện gì. Vừa theo ra đến nơi, nghe tiếng bà Lệ Thủy hét lên. Dung đứng nép vào một góc để nghe xem thế nào. Sao ông lại mò đến đây làm gì? Ông làm khổ mẹ con tôi vừa phải thôi. Thằng Gia Hào bây giờ lên chức chủ tịch rồi. Mẹ con bà thiếu gì tiền mà không bố thí cho tôi một ít. Ông bị điên sao? Tiền tôi cho ông biết bao nhiêu rồi mà bây giờ còn đến đây để xin nữa. Đợt này tôi đói quá. Bọn cho vay nặng lãi, nó rượt quá trời. Chỉ có bà mới giúp được tôi thôi. Ông đi về đi, tôi không có tiền. Bà nói nghe hay nhỉ. Mẹ con bà sống trong căn biệt thự giống như cung điện mà bảo không có tiền là sao? Tiền chứ có phải lá mít đâu, mà muốn có là có. Tôi không biết. Bà không đưa tiền, tôi sẽ gặp ông chồng yêu quý của bà, nói ra hết bí mật cho ông ta nghe. Rằng bao năm qua, ông ta đã nuôi dùm thằng Gia Hào cho tôi. Bà Lệ Thủy tức giận, hai con mắt đỏ ngầu lên, rút trong túi ra một cục tiền ném vào mặt của ông ta. Cầm tiền và cút ngay cho tôi. Ông còn có chút lương tâm thì hãy tránh xa mẹ con tôi ra. Làm gì mà nóng nảy thế? Ngày mai đi khách sạn, chúng ta ôn lại chuyện xưa nhé. Đồ xấu xa đê tiện, hãy biến khỏi tầm mắt của mẹ con tôi. Người đàn ông đó không nói gì, quay lại nhìn bà Lệ Thủy rồi nhếch mép cười đều. Còn Dung, cô ta nhanh trí lấy điện thoại ra quay lại tất cả mọi sự việc rồi nở một nụ cười mãn nguyện ở trong lòng. Đến tối, khi làm xong mọi việc, Dung mới mò sang phòng của bà Lệ Thủy để nói chuyện. Bà chủ có ở phòng không ạ? Con có chuyện muốn nói. Cửa không khóa, cô đẩy cửa vào đi. Thấy Dung, bà Lệ Thủy hất hàm hỏi. Có chuyện gì? Dạ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ là chuyện gì? Cô nói nhanh để cho tôi còn đi ngủ. Dạ là chuyện liên quan đến thân phận của cậu chủ Gia Hào. Bà Lệ Thủy tá hỏa khi nghe Dung nói vậy. Cô nói vậy là có ý gì? Cô nên nhớ rằng ở trong nhà này tôi là chủ, còn cô là một đứa giúp việc nghèo hèn nghe chưa? Nhưng con lại không nghĩ vậy. Nếu như một ngày nào đó tất cả bí mật sẽ bị lộ, ai bị đuổi ra khỏi căn nhà này, chắc bà chủ là người rõ nhất. Bà Lệ Thủy tức quá, tính giơ tay lên tát Dung, nhưng cô ta biết nên tránh. Con không khờ như những người giúp việc khác đâu. Con đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa bà chủ với người đàn ông lạ hồi sáng. Dung được đoạn video quay được hồi sáng cho bà ta coi. Cô... Bà chủ cứ bình tĩnh. Nếu bà chủ làm theo lời con, thì con đảm bảo là cái miệng của con sẽ im lặng đến suốt đời luôn. Cô bảo tôi làm theo cô cái gì? Dung suy nghĩ một hồi, rồi cũng lên tiếng. Con muốn làm vợ cậu chủ Gia Hào và làm con dâu của bà chủ. Bà Lệ Thủy há hốc mồm vì cái yêu cầu quá vô lý của cô ta. Cô có bị điên không? Con trai tôi đường đường là một chủ tịch mà đi lấy một đứa giúp việc nghèo hèn như cô sao? Bà chủ suy nghĩ nông cạn quá. Một đứa nghèo hèn như con có thể sẽ làm cho sự nghiệp của cậu chủ tiêu tan trong giây lát đó. Bà Lệ Thủy xanh mặt với lời hăm dọa của Dung. Bà ta suy nghĩ, con trai vừa mới lên chủ tịch được mấy ngày mà bị phá đám thì công sức mấy chục năm qua của bà ta đổ xuống sông xuống biển hết. Cô nghĩ thằng Gia Hào nó có chịu lấy cô sao? Thì bà chủ cứ nói lại với cậu ấy như vậy, nhất định cậu ấy sẽ phải nghe lời thôi. Dung nói xong quay mặt bước đi, còn bà Lệ Thủy đau đớn ngồi sụp xuống dưới nhà. Bây giờ trong lòng bà ta đang rất rối. Nếu để chuyện này ông Doạn Khang và bà An biết được,
Nhất định họ sẽ không tha và đuổi hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà không thương tiếc. Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, bà Lệ Thủy suy nghĩ chắc con trai chưa đi ngủ nên mới chạy sang gõ cửa. Gia Hào, con ngủ chưa? Ở bên trong, Gia Hào đáp lại lời của mẹ mình. Dạ, con chưa ngủ. Có chuyện gì không mẹ? Mẹ đẩy cửa vào nhé. Dạ, mẹ cứ vào đi. Vào đến nơi, thấy con trai đang làm việc, bà ta cứ ấp úng như muốn nói chuyện gì. Dạ, Gia Hào nè, bây giờ mẹ muốn con lấy vợ, con có chịu không? Mẹ nói là muốn con lấy vợ sao? Con đang còn trẻ, sự nghiệp vẫn còn chưa ổn định lắm, thì làm sao mà lấy được? Nhưng nếu trong trường hợp bắt buộc, con có đồng ý không? Sao mẹ nói chuyện con khó hiểu quá? Có chuyện gì mẹ cứ nói đi. Bà ta suy nghĩ một hồi rồi cũng bắt đầu lên tiếng. Con biết con Dung giúp việc nhà mình chứ? Trời, mẹ hỏi gì mà kỳ cục vậy? Ở chung nhà thì phải biết chứ. Nó không biết bằng cách nào mà biết được bí mật về cái chết của mụ Tuyết. Nó đang hăm dọa sẽ nói lại với ba con và bà nội. Có chuyện đó thật sao? Ừ, nó nói nếu con đồng ý lấy nó thì nó sẽ giữ im lặng. Gia Hào nóng mặt. Cô ta là cái thá gì mà dám uy hiếp chúng ta như vậy? Con đường đường là một chủ tịch lại đi lấy một con giúp việc nghèo hèn như cô ta sao? Con chịu thiệt thòi một chút, con mới lên chức chủ tịch mà bị nó quậy là hư hết bột, hết đường. Gia Hào đang chiêu suy nghĩ. Bây giờ con đang dối, mẹ cứ về phòng, có gì con báo lại. Ừ, con hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Dạ, con biết rồi. Một ngày, rồi đến hai ngày, chưa thấy bà Lệ Thủy có động tĩnh gì. Dung sốt ruột đi sang phòng uy hiếp. Bà chủ và cậu Gia Hào tính đến đâu rồi? Cái miệng con nó buồn lắm. Nếu không may con lỡ lại nói ra, thì làm sao đây? Cô cũng phải để cho thằng con tôi có thời gian suy nghĩ đã chứ. Có gì đâu mà suy nghĩ, chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý mà thôi. Biết là vậy, nhưng chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện cả đời, đâu phải chuyện đùa, phải có thời gian suy nghĩ chứ. Nhưng con thì lại không có thời gian suy nghĩ, bà chủ làm sao thì làm. Nghe Dung hăm dọa, bà Lệ Thủy tái xanh mặt mũi. Cô không được nói gì nghe chưa? Cô biết tôi là người thế nào rồi chứ? Đừng để tôi nổi điên là không xong đâu. Dung ngửa mặt lên trời cười lớn. Bà chủ tính giết con sao? Giết con không dễ như bà chủ nghĩ đâu. Con cho hẹn 3 ngày, bà và cậu Gia Hào tự sắp xếp với nhau đi nhé. Nhìn theo bóng lưng của cô ta đi khuất, bà Lệ Thủy bỗng rùng mình lo sợ. Không ngờ chỉ là một đứa nhà quê mà dễ dàng đưa bà ta vào chồng một cách dễ dàng như vậy. Về phía Gia Hào, sự tác động từ mẹ mình, anh ta không còn cách nào khác đành nhắm mắt gật đầu đồng ý. Con đồng ý lấy cô ta. Hôn lễ mẹ tự sắp xếp đi nhé. Nhìn con trai buồn bã, bà Lệ Thủy đau hết ruột gan. Vì con trai, vì cái chức chủ tịch, nên bà ta phải cắn răng chịu đựng. Con đừng buồn nhé. Mẹ xin lỗi vì đã làm con khổ. Gia Hào đi lại ôm lấy mẹ mình. Vợ đối với con không quan trọng bằng sự nghiệp. Mẹ yên tâm đi nhé. Dung được bà Lệ Thủy thông báo là Gia Hào đã đồng ý. Cô ta sướng dân người lên. Vậy là ước mơ lấy chồng nhà giàu đã trở thành sự thật. Mấy tháng qua nhìn Lượm sống trong nhung lụa mà cô ta thầm ước trong lòng. Lượm, bây giờ tao cũng đâu thua kém gì mày. Cả nhà này là của tao, mày đừng có mơ mà chiếm hết nhé. Mấy ngày nay, vợ chồng Lượm lại khăn gói về Sài Gòn giải quyết một số việc rồi ổ lại chơi mấy ngày với cả nhà luôn. Lượm đang loay hoay ngồi xếp đồ trong phòng thì Dung đẩy cửa bước vào. Mợ để đó tôi làm cho. Lượm quay lại nhìn chị ta. Sao chị khách sáo gọi em bằng mợ thế? Chỉ có hai chị em mình với nhau, cứ gọi em bằng Lượm đi. Thôi, giờ em là mợ chủ của nhà này, còn chị chỉ là đứa giúp việc nghèo hèn nên không dám gọi bừa bãi cho mọi người nghe, họ lại chê cười. Có sao đâu, em cũng từng là giúp việc mà. Giờ chị ở đây quen chưa? Ừ, quen rồi. Mà chắc một tháng nữa chị cưới chồng đó Lượm. Lượm mở to đôi mắt của mình để nhìn Dung. Chị lấy ai vậy? Sao bất ngờ thế? Chị đi đến quyết định này cũng hơi vội vàng, nhưng duyên số đã định nên phải đón lấy.
Dạ, quyền quyết định là ở chị. Khi nào có thời gian, chị dẫn anh ấy về nhà chơi cho bọn em gặp mặt. Tình anh ấy hay ngại, nên để khi nào cưới gặp luôn. Dạ, vậy cũng được. Một tháng sau, Dung đi sang phòng của bà Lệ Thủy thúc giục chuyện đám cưới. Bà chủ, công việc chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi? Con muốn tối nay cậu Gia Hào giới thiệu con với cả nhà. À, có làm gì lớn đâu mà chuẩn bị. Không được, cưới hỏi là chuyện cả đời, nên bà chủ phải tổ chức hoành tráng cho bọn con. Ôi, vẽ vời làm gì cho mệt. Con Lượm ngày trước, nó cũng cưới đơn giản đó thôi. Con Lượm khác, con khác, bà làm sao thì làm, chứ bí mật của bà con đang giữ trong tay. Được rồi, để tôi nói lại với thằng Gia Hào. Đúng 7 giờ tối, Gia Hào thông báo với cả nhà là có một chuyện muốn nói. Vợ chồng Lượm cũng được thông báo trước mấy ngày, nên cũng có mặt đông đủ. Gia Hào, có chuyện gì không mà con gọi cả nhà như vậy? Ở công ty xảy ra chuyện gì sao? Dạ không, lát nữa ba và mọi người sẽ biết ngay. Vừa đúng lúc, Dung đi từ trong ra. Thấy mọi người có mặt đông đủ, Gia Hào mới bắt đầu lên tiếng. Con muốn lấy vợ. Ông Doãn Khang ngạc nhiên. Lấy vợ? Bà có nghe nhầm không? Dạ, bà không nghe nhầm đâu ạ. Mà con muốn lấy ai? Có khi nào thấy con đem người yêu về ra mắt đâu? Bây giờ đụng cái muốn kết hôn là sao? Dạ, người con muốn lấy chính là Dung đây ạ. Lượm như muốn xỉu tại chỗ vì chuyện này quá bất ngờ. Hóa ra là người mà Dung nói đến hôm trước, đó là Gia Hào. Còn ông Doãn Khang không thể nào chấp nhận nổi sự thật này, nên ông đã phải hỏi thêm một lần nữa cho rõ ràng. Con nói là con muốn cưới cô gái này sao? Dạ, đúng như vậy. Mong ba đồng ý cho con. Con nghĩ sao mà lại quyết định như vậy? Không phải là ba chê, nhưng con đường đường là một chủ tịch công ty. Người vợ của con cũng phải môn đăng hộ đối với một xíu, không người ngoài họ cười chê. Bà Lệ Thủy thấy tình hình căng thẳng nên nói xen vào. Tôi thấy con bé Dung nó cũng khéo lắm ông. Hai đứa thương nhau thật lòng thì cứ để cho nó lấy. Tôi không quan trọng con dâu phải này nọ, chỉ mong đó là một cô gái tốt, biết chăm lo cho gia đình là được. Tôi thấy trong chuyện này bà hơi lạ đó. Thường ngày bà mong thằng Gia Hào lấy được vợ xinh đẹp và giàu có. Sao nay lại đồng ý dễ dàng như vậy? Bà Lệ Thủy chột dạ, mặt đỏ bừng lên. Ông cứ nói vậy là sao? Làm ba mẹ chỉ cần con cái hạnh phúc là được. Dung đứng bên cạnh nãy giờ, nghe ông Doãn Khang nói vậy, trong lòng cô ta tức không chịu nổi. Ông chủ nói cũng đúng, con đây phận làm giúp việc nghèo hèn, đâu dám mơ ước trèo cao. Nhưng hai chúng con yêu nhau, mong bà nội và ông bà chủ tác thành hôn sự này ạ. Bà An cũng chưa kịp định thần lại, vì chuyện này quá sức tưởng tượng của bà. Cháu đã suy nghĩ chưa mà đòi kết hôn với người ta? Giờ cháu là chủ tịch công ty, nên trước khi quyết định chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ đã. Chợt Gia Hào quỳ xuống cầu xin. Từ nhỏ tới lớn con chưa xin ba và bà nội điều gì. Nay con quỳ xuống đây, xin hai người đồng ý cho chúng con. Gia Huy cảm thấy chuyện này rất lạ lùng. Sống với em trai từ nhỏ, anh hiểu được tính cách của Gia Hào. Không dễ dàng gì mà hắn ta lại đồng ý lấy một người như Dung về làm vợ. Chỉ trừ khi việc này có lợi cho hắn ta mà thôi. Gia Hào, em muốn lấy Dung thật sao? Hôn nhân là chuyện cả đời, nên em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Gia Hào nhìn Gia Huy khẳng định chắc nịch. Dạ, em yêu cô ấy. Nhất định em phải cưới cô ấy về làm vợ của mình. Thấy con trai kiên quyết giữ ý kiến của mình như vậy, ông Doãn Khang cảm thấy rất lạ. Bà không hiểu vì lý do gì mà con lại si mê cô gái này đến vậy. Bà không phải là kiểu người hay áp đặt người khác vào suy nghĩ của mình. Nhưng chuyện này nó quá bất ngờ và đột ngột nên bà cần có thời gian suy nghĩ. Bà Lệ Thủy lo lắng. Ông không cần phải suy nghĩ gì đâu. Chúng nó yêu nhau, cứ để cho chúng nó lấy. Chúng ta làm cha làm mẹ thì chẳng cần gì hơn ngoài hạnh phúc của con cái. Tôi thấy ngày trước ông cũng chê con Lượm, vậy mà bây giờ con bé giỏi giang tháo vát không ai sánh bằng. Bà An nghe con dâu nói vậy thì cũng có vẻ hợp lý. Từ xưa đến nay bà chỉ thích những người nhà quê chân chất thật thà. Từ khi Lượm về làm dâu thì điều đó lại càng chứng minh hơn khi Lượm là một người rất tuyệt vời về hình thức lẫn tính cách. Mẹ thằng Gia Hào nói đúng. Nếu chúng nó yêu nhau
thì chúng ta cũng đừng ngăn cản làm gì, cứ để cho nó lấy. Gia Hào nhìn bà nội rồi nói, cháu cảm ơn bà nội nhiều. Con Dung vui như vừa người trúng số. Cuộc đời cô ta bây giờ đã bước sang một trang mới, trở thành phu nhân của một chủ tịch giàu có. Vài ngày sau, đám cưới của Gia Hào và Dung được tiến hành ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Dung xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Miệng cô ta cười không ngớt khi cùng với Gia Hào sánh bước vào lễ đường. Ngồi ở dưới, bà Lệ Thủy đành nuốt nước mắt vào trong, tiếc cho cuộc đời của con trai khi lấy một người vợ chẳng ra gì. Lễ cưới kết thúc, Dung một bước lên mây trở thành con dâu của một gia đình hào môn giàu có. Thái độ của Dung đối với mọi người từ khi trở thành vợ của Gia Hào cũng khác xa một trời một vực. Không giống như Lượng, cô ta như trở thành người khác luôn, luôn bắt bẻ hạch sách mấy người giúp việc trong nhà. Nhìn cảnh đó, Lượng khó chịu lắm. Cô chẳng ưa gì người chị này, nhưng vì ở chung một nhà nên đành phải nín nhịn. Những lúc không có ai, Lượng sang phòng nhẹ nhàng nói chuyện với Dung. Chị Dung nè, em biết thân phận của chị bây giờ khác hồi trước, nhưng cũng đừng vì thế mà chị làm khó mấy người giúp việc. Mình cũng từng là những đứa làm thuê, làm mướn mà ra, nên chị phải hiểu chứ. Chị ghét mấy người đó, cứ coi thường chị. Bây giờ chị là mợ chủ của họ, nên chị có quyền. Em cứ sống theo kiểu của em, chị sống theo kiểu của chị, hai chúng ta không liên quan đến nhau. Lượng cũng đành bất lực với thái độ ngang ngược của Dung. Cô không thèm nói nữa, mở cửa bước ra ngoài. Mày là ai mà dám dạy đời tao hả Lượng? Mày nên nhớ rằng tao bây giờ ngang hàng với mày, chứ không phải là con bé giúp việc nghèo hèn nữa đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ cuộc sống sau hôn nhân của Dung không được viên mãn hạnh phúc như người ta vẫn thường nghĩ. Từ bữa kết hôn với Gia Hào đến giờ, anh ta không thèm đụng vào người Dung dù chỉ là một sợi tóc. Nhìn vợ chồng Lượng ngày đêm hạnh phúc, cô ta càng thêm ghen tị hơn. Thấy chồng đi sớm về khuya, Dung nói lời trách móc. Sao anh không quan tâm gì đến em hết vậy? Chúng ta là vợ chồng của nhau mà. Gia Hào cười nhạt. Vợ chồng ư? Cô dùng thủ đoạn để được làm vợ của tôi. Giờ có toại nguyện rồi thì đừng có đòi hỏi quá nhiều. Đúng, tôi dùng thủ đoạn thì sao? Còn mẹ con anh chắc đàng hoàng tử tế lắm. Im miệng. Gia Hào tát cô ta một cái đau đớn vào má. Anh dám tát tôi? Anh nên nhớ rằng vận mệnh của mẹ con anh đang nằm ở trong tay tôi đó. Cô dám hù dọa tôi? Đừng để tôi nổi điên thì chuyện gì tôi cũng làm. Khi đó đừng trách tôi độc ác. Dung cũng đâu có vừa. Tôi thách anh đó. Đừng ở ngoài nghe vợ chồng con trai cãi nhau. Bà Lệ Thủy sợ mọi chuyện bị lộ nên đập cửa rầm rầm. Hai đứa mở cửa nhanh cho mẹ. Vào bên trong, thấy tình hình căng thẳng, bà Lệ Thủy nhẹ giọng dỗ dành con dâu. Hai đứa làm gì mà cãi nhau vậy? Dung, con bỏ qua cho chồng con đi chứ. Tính nó nóng lên, lúc nào cũng làm cho người khác tức giận vậy đó. Chứ trong lòng không có gì đâu. Bà ta quay sang Gia Hào rồi nói. Con mau xin lỗi vợ con đi. Con có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Mẹ nói xin lỗi là xin lỗi, con không được cãi lời mẹ. Con không cần anh ấy xin lỗi đâu mẹ. Giờ ba chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền. Đừng đẩy con đến đường cùng là con cho thuyền chìm xuống biển đó. Con không hù dọa đâu. Mẹ biết. Mẹ thay mặt thằng Gia Hào xin lỗi con. Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Nếu bà nội và ba con biết được sẽ rắc rối đó. Thời gian này, vợ chồng Lượng ở nhà thường xuyên. Thấy cô chưa có dấu hiệu mang thai, bà An lo lắng hỏi han đủ điều. Cháu với thằng Gia Huy đang kế hoạch sao? Lượng ngại đỏ hết mặt mũi. Dạ không ạ. Vậy sao đến giờ vẫn chưa thấy cháu có dấu hiệu gì mang thai? Dạ cháu cũng không biết nữa. Cháu nghĩ con gái là trời cho nên cứ từ từ đã bà ạ. Không được, làm gì thì làm, chứ nhất định trong năm nay phải sinh cho ta một đứa chắt. Ta đang dành một ít cổ phần cho đứa chắt nào ra đời đầu tiên. Dạ cháu biết rồi bà nội. Đứng ở một góc, nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Lượng và bà nội, Dung cảm thấy rất mừng. Nếu cô ta sinh con trước Lượng, chẳng phải đó là một lợi thế sao? Nhưng nghĩ đến cảnh đêm nào cũng nằm co ro một mình, mặt cô ta lại dị xuống. Giờ chỉ có cách là đi gặp bà Lệ Thủy, may ra mới có hy vọng. Mẹ có ở trong phòng không ạ?
Có, con vào đi. Dạ. Có chuyện gì không con? Hồi nãy con mới nghe bà nội nói chuyện với con Lượm là bà dành một ít cổ phần cho đứa chắt nào sinh ra đầu tiên. Hình như là bà muốn con Lượm sinh con trong năm nay đó mẹ. Con nói thật chứ? Dạ thật, con nghe rõ không sót một từ nào. Vậy con cố gắng có bầu trước con Lượm đi. Dung buồn bã đáp lời mẹ chồng. Anh Gia Hào có thèm đụng vào người con đâu mà có bầu hả mẹ? Bà Lệ Thủy ngớ người. Nếu con dâu bà ta là một người đàng hoàng tử tế, chắc sẽ không có chuyện này xảy ra. Con để đó mẹ khuyên nhủ thằng Gia Hào cho. Tính nó ngang ngược nên đôi khi con đừng chấp nhé. Chúng ta bây giờ ba người là một, nhất định phải yêu thương nhau. Dạ, mẹ khuyên nhủ anh ấy giùm con. Con không muốn vợ chồng con Lượm vượt mặt chúng ta đâu. Bà Lệ Thủy chợt nhận ra Dung có rất nhiều điểm chung với mình. Cô ta rất tham vọng và dinh tinh danh trong mọi tình huống. Tối mà thằng Gia Hào về, con bảo nó sang gặp mẹ nhé. Dạ, mẹ nhớ lựa lời nói cho anh ấy hiểu nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Đến tối, bà Lệ Thủy nói chuyện với con trai mình. Gia Hào nè, con đã nghe bà nội nói chưa? Bà ấy muốn dành một ít cổ phần cho đứa chắt nào ra đời đầu tiên đó. Vậy à, con chưa nghe nữa. Trong nhà này, bà nội thương nhất là vợ chồng con Lượm. Việc con lên chủ tịch công ty, bà ấy cũng không bằng lòng đâu. Chỉ bằng bây giờ, hai đứa tranh thủ đẻ một đứa, lấy lòng của bà ấy. Sau này chúng ta đỡ lo hơn. Nhưng con không muốn có con với cô ta. Bậy, không có con với nó thì con muốn có con với ai nữa? Con Dung mặc dù là gái quê, nhưng rất khôn ngoan và nhiều tham vọng. Mẹ nghĩ nó sẽ giúp được cho con rất nhiều. Nhưng nghĩ đến cảnh phải ngủ chung với cô ta, con thấy rất khó khăn. Con cố gắng chịu đựng tí đi, vì tương lai cả thôi con à. Dạ, để từ từ rồi con tính. Tính gì nữa? Nhanh lên, không là vợ chồng thằng Gia Huy, nó vượt mặt, khi đó hối hận cũng không kịp đâu con. Một tháng sau, đang ăn cơm, Dung mắc ói chạy vào toilet. Bà Lệ Thủy cũng chạy theo con dâu. Sao vậy Dung? Con nhìn thấy đồ ăn mắc ói quá mẹ ơi. Ngẩng mặt lên mẹ xem nào. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bà Lệ Thủy nhau mắt hỏi. Con có bị trệ kinh không? Dạ có. Trời đất, vậy là có thai rồi đó. Nhanh đi ra mẹ đưa đi bệnh viện. Mẹ nói là có thai là sao hả mẹ? Ừ, là phụ nữ phải để ý mấy vấn đề đó chứ. Dạ, con xin lỗi, con chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Thôi, được rồi, đi ra thay đồ, chúng ta đi khám xem sao. Bà An và ông Doãn Khang thấy khuôn mặt Dung nhột nhạt thì lo lắng. Cháu bị sao mà đi ói vậy? Bà Lệ Thủy mặt dạng người hạnh phúc. Dạ, hình như là có bé có thai đó mẹ. Bà An reo lên trong sung sướng. Nó có thai sao? Dạ, bây giờ con đưa nó đi khám xem sao. Ừ, nhanh kêu tài xế chở đi. Có gì nhớ gọi điện về báo tin với tôi nhé. Ngồi trên xe, bà Lệ Thủy quay sang nói với Dung. Con thấy không, bà nội rất thích con nít. Kỳ này mà con đẻ được thằng con trai, nhất định bà ta sẽ cưng và chiều con hơn Lượm đó. Dạ, thấy bà ấy mừng như vậy con cũng thấy vui. Kết quả đi khám là Dung đã có bầu được một tháng. Nghe tin cả nhà ai cũng vui mừng, nhất là bà An. Tự nhiên thái độ của bà đối với Dung khác hẳn. Bà dặn tất cả giúp việc trong nhà phải chăm sóc Dung cẩn thận. Cảm động với tấm lòng của bà nội, Dung cảm ơn rối rít. Cháu cảm ơn bà nội nhiều. Cảm ơn gì chứ? Cháu cứ ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, mai mốt đẻ cho ta đứa chắt bụ bẫm đáng yêu là được. Dạ, bà nội cứ yên tâm, bác sĩ bảo cái thai rất khỏe mạnh. Ừ, từ giờ trở đi không được làm việc gì nữa nghe chưa? Không nghe lời là bà không thương đâu. Cháu biết rồi bà nội là tuyệt vời nhất.